Khi chúng ta có tình thương thì chúng ta sẽ có thể nhịn nhường được, chúng ta có thể có đủ lòng kiên nhẫn được. Và lòng kiên nhẫn là gì? Lòng kiên nhẫn là một trạng thái của sự chịu đựng. Mà chịu đựng không đau khổ, chịu đựng bằng cả tình thương. Thưa đại chúng, mình sống ở đời với nhau, sống với nhau thôi, sống với nhau mà thiếu lòng kiên nhẫn thì chắc sống không nổi đâu. Tại vì mỗi người mỗi tật, mà mình không chấp nhận được cái tật của người đó, mình không nhẫn nại cái tật của người đó đó, thì không bao giờ mình có thể gọi là ăn đời ở kiếp với người đó được. Cho nên sống với nhau là phải có lòng kiên nhẫn. Và có một cái vị người ta nói như thế này: sống với nhau tới răng long đầu bạc, bản chất nó không phải là, nó không phải là sự kết tụ của tình yêu, mà nó là kết tụ của lòng nhẫn nại. Đúng không? Nhiều khi tình yêu thì đã hết rồi, tình thì không còn, nhưng mà sở dĩ còn với nhau là do cái nghĩa. Cho nên tình với nghĩa, mới phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng. Tại lúc đó một người nam gặp nhau bằng cái nhìn đẹp của một người nữ, người nữ nhìn người nam với cái đẹp của một người nam. Cho nên lúc đó gặp nhau qua cái tình, nhưng mà sống với nhau, hiểu nhau, rồi bắt đầu nghĩa nó sanh. Cho nên người Á Đông của mình á, người Á Đông của mình á, nhất là các bậc trưởng thượng của mình ngày xưa, sống với nhau lâu năm lắm. Mặc dù mình biết ba mình ổng tật khủng khiếp lắm, mình chịu ổng không nổi, mà sao má mình hay ghê vậy? Cho nên má mình là ai? Là Bồ Tát Quan Âm đó. Lúc nào má cũng chịu đựng ông già hết trơn á. Mà nhiều khi á, con chịu đựng không được, cho nên 18 tuổi con dọn đi mất rồi. Rồi đến khi mình lớn lên rồi, biết thương cha thương mẹ rồi, nhưng mà ông già mình ổng nhiều tật quá, lâu lâu về thăm chứ gặp hoài cũng gây lộn. Mà mỗi lần gây thì bà má đứng giữa, bà lo bà vuốt người này, bà vuốt người kia. Cho nên cái người mà nhẫn nại mà chịu đựng nhất vẫn là người mẹ. Vì vậy cho nên người Á Đông mình mới ca tụng người mẹ. Phải không? Ca tụng người mẹ đến nỗi là vẽ Đức Quan Âm, thay vì một người nam thì lại là hình của một người nữ. Cho nên Phật tử không được gọi Quan Âm bằng Phật bà. Mà cho dù Phật thật là bà, mà khi thành Phật rồi là không bà không ông. Tại vì thành Phật là thành cái tánh giác chứ không phải cái tướng. Phải không? Cho nên mình đừng có nhìn người ta, mình luận cái nhìn tướng. Mình nói Phật là cái tánh, chứ không Phật tử thuần thành là không gọi Phật bà, mà cũng không gọi Phật ông. Phật bà thì phải có Phật ông, mà ông rồi phải có thím. Phật thím, Phật chú, rồi rốt cuộc một nhà Phật mà. Phật cô, Phật cậu gì không. Cho nên mình gọi là Đức Bồ Tát Quán Âm, hay là Đức Phật, chứ không gọi là Phật bà. Phật bà là nhân gian người ta gọi, Phật tử thuần thành là không gọi Phật bà. Vậy thì sống với nhau phải có lòng nhẫn nại. Rồi khi mà sống với nhau mà có lòng nhẫn nại thì trong cuộc sống nhẫn nại đó nó còn nhiều cái chi tiết của sự nhẫn nại nữa. Chẳng hạn như mình chờ đợi ai mình phải nhẫn nại. Có bao giờ mình chờ người nào đó mình phát nóng không? Có. Có một hôm á, Pháp Hòa đi ra phi trường đón một Phật tử ở xa đến. Cô cũng cho chuyến bay đồ đàng hoàng lắm. Ra tới ngoài chờ 1 tiếng 2 tiếng không thấy cô tới. Thì Pháp Hòa cũng hơi phiền, lái xe đi về. Về sắp tới chùa rồi, vô bước vô cửa ở chùa nói cô đó mới gọi, cô tới phi trường rồi. Thế là mình quay xe ra mình đi. Nhưng mà mình cũng hơi phiền. Nhưng mà mình rồi khi đó mình mới quán chiếu, mình nói là mình đã nhận cái tin là chắc chắn cô đến, mà chỉ cần mình chịu khó mình ngồi thêm chút nữa thôi thì mình khỏi phải mất công và mất thì giờ. Rồi có một lần khác Phật tử phone tới,
báo giờ rồi đến hết, Pháp Hòa hứa Pháp Hòa sẽ đón, tại vì khuya mà đâu có nhờ được ai. Thì sắp sự lúc đầu thì nhớ, một lát sau có một Phật tử khác phone vô than khóc chuyện gia đình, cái bắt đầu mình dính cái chuyện đó quên cái người đang ở phi trường. Trời ơi, cái vị ở ngoài kia người ta chờ quá chừng quá đất. Cuối cùng cái vị Phật tử rất tội nghiệp, đứng hết trơn, ta đi về hết trơn phi trường, nghĩa là hết người rồi. Thì cuối cùng cổ được một cái ông người Nhật cho cổ mượn cái phone. Phone mà Pháp Hòa đâu có bắt phone, tại đang đang tám ở trên đường dây kia. Cố đã chờ rồi phone cũng không được nữa. Cuối cùng ông Nhật đó tội nghiệp quá, chở cổ đi về một cái khách sạn ở gần chùa. Mà lúc đó cổ cầm cái địa chỉ chùa, mà ông nói tôi chỉ có thể đưa vô tới đây thôi, chứ tôi không thể đưa đi hơn được nữa. Cổ đứng đó một tiếng sau cổ gọi, thì Hòa gác cái phone rồi, cái Hòa quên cổ rồi. Cổ mới gọi vô chùa, Hòa bắt cái phone, thấy cái số phone hiện lên, chết mồ, nãy giờ mình quên, lật đật chạy ra đó đó. Cho nên quý vị thấy không, trong khi cuộc sống của mình á, mình không bao giờ mình nhẫn nại chờ ai, nhưng mà mình thường bắt người khác phải chờ mình. Có nhiều khi mình muốn đi đâu, ra tới cửa rồi, vợ chỉ cần chậm một chút, con chậm một chút là mình hét lên, trời ơi tôi biểu nãy giờ rồi mà con cà rê. Ai mà đi sanh mà kiếm bà chắc sanh tại chỗ. Thế này thế kia. Nhưng mà cuộc sống đôi khi chúng ta bắt người khác chờ mình, nhưng mình không bao giờ mình chờ người khác. Và quý vị xem phim á, quý vị sẽ thấy rằng có những cái mối tình kết thúc rất đẹp là tại vì cái anh này ảnh thương cô này, và cô này sau nhiều lần từ chối mà anh ảnh cứ nhẫn nại ảnh chờ, và cuối cùng ảnh chỉ nói một câu, vậy là công của anh chờ đợi bấy lâu nay không có uổng. Đó là một câu chuyện tình đẹp kết thúc. Pháp Hòa có một người bạn đi học chung một trường, thì cái anh này ảnh thương cái cô này từ hồi lớp 8, lớp 9. Vậy mà thưa đại chúng, ảnh theo cái cô này đến khi mà ra trường lớp 12, 10 năm sau hai người bắt đầu mới đám cưới. Thì khi cái ngày đám cưới, Pháp Hòa hay tin gia đình lên cho biết là cái anh chàng đó, bạn của thầy đó, bữa nay đám cưới, hỏi ủa cưới ai, nói đám cưới cô đó. Hỏi nó ủa, Pháp Hòa tưởng đám cưới lâu rồi. Trời, thầy biết không, nó theo nhỏ này từ hồi lớp 8 tới giờ, mà tới bây giờ ra trường lớp 12, 10 năm sau cô này mới động lòng trước cái tình cảm của anh này. Pháp Hòa mới thấy vậy, cái ông này phải tôn ông làm Bồ Tát. Bồ Tát thường đeo đuổi. Thưa đại chúng, trong cuộc sống có những người, người ta có cái sức nhẫn nại rất là hay. Nấu ăn cũng phải cần nhẫn nại, cũng phải cần kiên nhẫn. Ví dụ quý vị luộc cái củ cà rốt, đâu thể nào mà để vô là củ cà rốt nó mềm liền được, phải cho nó ít phút nó mới có thể mềm được. Mà mình nóng nảy quá thì cà rốt nó không chín. Hay là mình nấu khoai tây, hay là mình luộc những cái củ khoai, mình phải có sự chờ đợi thì khoai nó mới chín được. Mà khi nó chín thì ăn nó mới tốt, không? Nó không có làm cho mình khó chịu. Cho nên đó, mình trồng một cái cây như cây cam, cây bưởi, đâu thể nào trồng một năm mà có trái được. Cho nên trồng cây cũng phải có sức nhẫn nại, nấu ăn cũng phải có nhẫn. Có nhiều cái món ăn, thưa đại chúng, nấu chỉ cần thiếu 5 phút thôi, món ăn nó không ngon. Hồi đó Pháp Hòa có đi một cái trường hợp, là đi đến cái chỗ đó thì người ta mới thỉnh mời vô ăn một cái món lẩu nấm. Mà trong cái lẩu đó nó có khoảng 20 loại nấm khác nhau. Và có một loại nấm á, mình phải để nó vô cái lẩu đó mình nấu á, đúng 20 phút thì nấm mới không độc. Mà đến độ là nhân viên của cái tiệm đó không dám để cho mình tự nấu cái nấm đó, tại họ sợ mình nóng, mình mà mình muốn ăn sớm đó, mình họ đứng họ chờ, họ đậy cái nắp lên, họ để canh đồng hồ phải hơn 20 phút họ mới dám dỡ nắp ra mời mình dùng. Vì sợ nấm này mà nấu không đúng thì ăn sẽ sanh độc. Thì từ đó quý vị thấy bất cứ việc gì ở trên đời này, không có việc gì chúng ta làm
mà thiếu sự kiên nhẫn mà có thể thành tựu được. Có những em nhỏ đó, Pháp Hòa dạy nó học từ hồi nhỏ đó, khi bây giờ nó lớn lên nó đổi qua những cái tỉnh khác nó đi làm đi học đó. Trước khi nó đi nó hay lên nó gặp Pháp Hòa, nó nói con sắp đi xa, con xin thầy cho con vài lời để con có thể tự nhắc con. Thì thường Pháp Hòa nhắc ba điều. Thứ nhất, đối với tự thân thì phải sống lam lũ biết đủ. Đối với tha nhân thì phải biết kính trên nhường dưới. Đối với việc hành xử phải lấy nhẫn nhục làm đầu. Ba điều Pháp Hòa hướng dẫn mấy đứa nhỏ. Bản thân mình đừng bao giờ có cái tham cầu, mà nên có cái nhu cầu nhiều hơn. Bởi vì nhu cầu là cái vừa đủ để mình sử dụng. Và nhất là trong khi mình còn là một sinh viên, hay là mình mới bắt đầu ra đời đi làm, hay là kinh tế khó khăn, nếu con người không tập sống với cái nhu cầu của mình mà cứ đi theo cái tham cầu của mình thì mình sẽ khổ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở mình, đối với bản thân phải ít muốn biết đủ, đối với người ở ngoài thì phải biết kính trên nhường dưới. Đó là hạnh khiêm cung. Đối với sự việc muốn thành thì phải có lòng nhẫn nại. Học mà không có nhẫn nại thì học làm sao tới. Xin thưa đại chúng, khi mình làm một bài toán, đa số là những bài toán chúng ta gọi là bài toán đố, đọc không kỹ bài toán đố sẽ ra bài toán trật. Đọc cho kỹ, tại vì trong bài toán đã nói là toán đố thì nhất định sẽ có những câu nó rất là tricky, nó rất là hóc búa, mà nếu chúng ta thiếu cái suy nghĩ là chúng ta sẽ không thể nào giải đáp được cái đâu đó. Pháp Hòa ví dụ, ở trong chùa có một cách thử cái sở học của các thầy các cô trẻ đó. Khi mà lên thọ giới thì cái vị thầy hay hỏi: chú đọc cho tôi nghe bài chú uống nước coi. Thì cái chú tiểu mới chắp tay nói: dạ, Phật Quán Nhất Bát Thủy Bát Vạn Tứ Thiên Trùng đánh thiếu điểm. Tôi bảo ông đọc chú tôi đâu đảo ông đọc kệ. Bởi vì cái câu thần chú uống nước là án phà tất baramani tóa ha. Mà tôi nói ông đọc bài chú uống nước thì ông chỉ đọc cho tôi cái câu án phà tất baramani tóa ha. Khi nào tôi nói ông đọc kệ uống nước thì ông mới đọc luôn cái bài kệ là Phật Quán Nhất Bát Thủy. Có nhiều khi mình đi làm bài thi Phật Pháp á, có một câu hỏi nè: Phật có vợ năm mấy tuổi? Trong này để liền 19 tuổi, 16 tuổi. Đánh câu nào cũng trật hết. Phật làm gì có vợ? Phải hỏi là Thái tử Sĩ Đạt Ta có vợ năm mấy tuổi? Thấy không? Vợ của Phật tên gì? Đánh vô Gia Du Đà La. Chắc ăn như phốc. Trời ơi, giáo lý tôi một bụng mà, lịch sử Phật tôi nhiều như cháo mà, tại sao tôi lãnh ra tôi mất điểm? Lên hỏi ông thầy chấm điểm đấy. Ông đọc kỹ câu hỏi chưa? Tôi đâu có hỏi vợ Thái tử tên gì, tôi hỏi vợ Phật tên gì. Mà Phật là người giác ngộ, Phật làm gì có vợ. Thật ra những cái câu đó là những cái đó là tập cho mình một cái cách đọc một cái gì phải đọc bằng cả cái tâm nhẫn nại. Đọc cho kỹ. Mà thường thường mình đọc không kỹ là mình sẽ hay hớ những cái chuyện như vậy. Cho nên đó, có những người người ta nóng tánh đó, người ta không có nghe rõ cái câu chuyện, người ta mới nói hai ba câu thôi. Thôi đủ rồi, tôi biết rồi, nói nhiều tôi biết rồi, đừng nói nữa, mệt quá nó hoài. Mà đâu biết người ta nói cái gì. Cho nên lắng nghe người khác cũng phải nhẫn nại. Tại vì không nhẫn nại thì không thể nghe rõ câu chuyện đó là gì. Có nhiều khi mình đã từng nghe nhưng mà nghe không có hết. Thí dụ bây giờ người ta dạo đàn tăng 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 tăng, ô tôi biết rồi, đời tôi cô đơn. Nhưng mà mình đâu có biết là người ta dạo nhạc như vậy. Nhưng mà cái nhạc thì nhạc mặn, nhưng mà lời sẽ lời lời cháy.
Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Mình nghe ta dạo cái nhạc cái tập mình phán đoán liền chưa được, phải không? Mặc dù nó là đời tôi cô đơn nhưng phải nghe người ta hát coi, có thể là đời thôi cô đơn, tôi đã từng cô đơn cho nên đời tôi cô đơn, nhưng mà tôi có tu rồi cho nên tôi thêm một chữ trong đó thôi, là chữ h ở chữ tôi đó, là thành chữ thôi. Thay vì đời tôi cô đơn, bây giờ thêm một chữ vô đó thôi, đời thôi cô đơn. Tu là khéo thêm khéo bớt. Có những lúc mình thêm một chữ mà tự nhiên đời mình nó khác liền. Và có những lúc mình bớt đi một chữ, cuộc đời mình nó khác liền. Cho nên á, ai mà thông minh, trí tuệ, chọn cuộc đời xuất gia. Mà ham vui thêm dấu sắc, xuất gia. Mà hai cái đời sống nó khác nhau, rõ ràng lắm. Xuất gia thì thông dong tự tại, còn xuất gia thì ràng buộc đủ thứ. Cho nên xuất gia với xuất giá nó khác nhau ở một dấu sắc thôi. Đi vô chùa thì để tu, mà càng tu không khéo thì thêm cái dấu quyền thành tù. Tu không khéo thành tù. Cho nên thưa đại chúng, khi chúng ta lễ Đức Quan Âm, niệm Quan Âm, tại sao trong Phẩm Phổ Môn nói người nào có nhiều lòng nóng giận, niệm Đức Quan Âm liền hết nóng giận. Khi mình đang nóng giận thì mình có niệm Quan Âm nổi không? Không. Bởi vì chữ niệm này là nhớ. Khi mình muốn đang giận ai là mình nhớ. Cái mặt nó thấy ghét nè, cái tướng đi nó thấy ghét nè, cái lời nói nó thấy ghét nè. Cho nên lúc đó mình niệm toàn là những cái ghét của người đó. Nhưng mà bây giờ mình lắng nghe rằng mình đang giận, cho nên trở lại, thay vì mình niệm cái người đó, đừng thèm niệm người đó. Niệm là nhớ đó. Nhớ Đức Quan Âm, kiếm chỗ ngồi nhớ Đức Quan Âm. Mà niệm được Đức Quan Âm thì cái bắt đầu cái lửa đó nó lắng xuống, nó lắng xuống hồi thì mình bớt giận, rồi giảm giận, rồi hết giận, rồi mình không có nói những cái lời cọc cằn để mình phải xin lỗi, để phải hối hận. Ở đời người ta nhiều cái bản nhạc lắm, nào là anh xin lỗi em, rồi đủ thứ hết, triệu đó hoa hồng, ngàn đó hoa hồng gì đó. Nhưng mà không có cái hoa nào nó bền bỉ cho bằng cái hoa lòng. Thay vì mình mua tặng xin lỗi sau khi nói, tại sao không dừng lại lúc mình nói thì để khỏi mắc công xin lỗi, không? Mà thường thường cái người mà được xin lỗi không bao giờ chấp nhận liền đâu, phải làm nũng chút nữa. Cho nên phải hơi mắc công. Cho nên sống với nhau là phải có lòng nhẫn nại, lắng nghe nhau phải có lòng nhẫn nại, làm việc phải có lòng nhẫn nại. Cho nên thưa đại chúng, tại sao các thầy các cô đi tu rồi, các vị xuất gia đắp y màu vàng? Bởi vì cái màu vàng đó là tượng trưng cho đất, mà đất là sự chịu đựng. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được. Ta đổ nước sạch xuống đất, đất cũng nhận. Người ta đổ nước dơ xuống đất, đất cũng nhận. Đã là đất thì mình có khả năng dung chứa. Đã là người tu, cái tâm mình phải dày kiên cố như đất. Người ta thương thì người ta khen, người ta hết thương thì người ta chê. Mà không lẽ cuộc đời mình tối ngày cứ lên xuống theo khen và chê? Cho nên mình phải tập bình an, vững chãi, kiên trì như đất. Vì vậy người tu mặc áo nâu, đắp y vàng. Tại sao người tu đầu phải cạo? Y thì có cái hình vuông, đầu cạo là đầu tròn, áo thì áo vuông. Sống mà vuông tròn bằng cách là mình nhẫn nhục. Sống mà vuông tròn bằng cách, cho nên cái áo vạt hò đó, quý vị biết cái áo vạt hò, cái cổ tròn đó, may cái cổ thì tròn mà ở bên trong cái lưng đó vẫn đắp một miếng vải vuông. Cho nên mỗi lần người tu cầm chiếc áo đó lên, cổ tròn mà vai vuông, tượng trưng cho vuông tròn. Khi mình xếp cái áo tràng á, mình phải nắm ngay cái sống áo. Một khi mình nắm ngay cái sống áo rồi thì tự nhiên hai cái tay áo nó đi vào khuôn liền thôi. Quý vị xếp áo thử biết. Quý vị xếp áo là lúc nào phải nắm ngay
cái giữa của cái áo thì tự nhiên hai cái vai, hai cái cánh tay nó đi vào, lúc đó mình gấp nó lên được. Người tu của ta cũng thế, nắm được cái then chốt của sự tu hành rồi thì đâu nó vào đó hết. Mình không được nắm được cái then chốt thì bị người ta lung lay nó mới dễ. Phật tử mà nắm được cái chìa khóa của Phật học rồi thì không ai làm gì mình được hết, không ai lung lay được mình hết. Mà mình uyển chuyển, uyển chuyển là nhành dương của Đức Quan Âm mà vững chãi. Tại sao đứng yên trên sóng sạch trần ái? Quý vị có nghe câu tán dương Đức Quan Âm? Trí tuệ bừng lên đóa biện tài, đứng yên trên sóng sạch trần ái. Tại sao đứng yên trên sóng được? Nước dày sao đứng yên được? Vậy mà mình đứng yên được mới sạch trần ai được. Quý vị có thấy không? Mỗi ngày cuộc sống của mình nó giống như đứng trên sóng không? Kinh tế nó lên nó xuống không chừng. Có ngày nào mở cửa tiệm nail mà bảo đảm hôm nay khách đông không? Ngồi chờ thôi à. Nó kho in thì biết, nó walk in thì biết, chứ còn làm sao biết. Đứng yên trên sóng. Cái mạng sống của mình có phải là đang đứng trên sóng không? Mình không biết được nó tắt lúc nào. Nhưng mà đời sống của mình như đứng yên trên sóng, nhưng mà tâm của mình phải sạch trần ái. Chừng đó mình mới đủ khả năng cam lồ. Làm gì? Làm gì? Rưới khắp trần gian, tốt tươi mát mẻ, mười phương thanh nhàn. Có một vị tay hát cái bài đó, gì dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Có nhiều người ta tối ngày ta hát câu đó hoài, hát riết cái người nghe chịu hết nổi rồi, nói thôi mày khỏi cần lại sen nào hết, để mày ngồi cho tao lại mày, cho mày đứng. Mày khỏi lại Quan Âm cho tao nghe, tao mệt quá tao tao thỉnh mày ngồi đây cho tao lại cho mày nín. Cho nên á, ở trong Phật giáo á, hình ảnh của Phật, hình ảnh của Bồ Tát, tên gọi của quý ngài đều là pháp môn cho mình tu hết. Từ danh hiệu, từ hình ảnh đều là biểu tượng. Đức Quan Âm chẳng hạn, như mình thấy tất cả Phật Bồ Tát ngồi trên tòa sen. Mà tại sao không ngồi trên cái gì mà ngồi trên tòa sen, mà trên thực tế có sen nào đâu để ngồi? Cái sen đó là tượng trưng cho một loài hoa ở dưới bùn mà không nhiễm bùn. Một người đã giác ngộ thì sống trong trần tục mà không nhiễm theo cái vui trần tục, người đó là sen. Cho nên vẽ hình Phật ngồi trên bông sen, đi trên bông sen, tay cầm đóa sen. Mình hiểu ý như vậy. Cho nên khi người ta hỏi mình tại sao Phật ngồi hoa sen, thì mình có thể nói cho người ta hiểu được, hoa sen là một loài hoa ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Một người có tu sống trong đời mà không nhiễm trần tục, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn có những cái nhu cầu bình thường như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà tất cả những cái đó phải dùng, cần dùng trong cuộc sống mà không có đắm chìm gì hết. Ngày hôm qua học cái câu ưng vô sở trụ đó, nhi sanh kỳ tâm, nên sanh cái tâm mà không có chỗ nào để trụ. Đến đây thì ở lại đây, khi nào mà mình xong việc thì mình đi. Cho nên một vị đệ tử của Phật khi mà ra làm đạo phải phát nguyện: chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Nơi nào đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, đến đi không có bề ngại ngùng gì. Thì chỗ nào cần mình đến, xong rồi rồi mình đi. Cho nên mình niệm các danh hiệu của Bồ Tát. Người nào trôi dạt trong nước, ở trong lò lửa, bị té xuống núi, bị gông cùm xiềng xích, tất cả những cái đó mà chỉ cần niệm Quan Âm thôi, thì gông cùm xiềng xích, nước trôi gì được cứu hết. Gông cùm xiềng xích là gì? Những cái chấp trước của mình. Khi nào mình xả được những chấp trước thì tự nhiên gông cùm xiềng xích nó tan hết à. Quý vị có nhớ cái bài sám không? Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Cọp rắn đó là gì?
Ý nói những cái tâm niệm xấu ác đến với mình, nhưng mình hãy lấy cái lòng nhẫn nại và lòng từ bi đối với họ thì tự nhiên rắn rít nó đi hết. Cho nên sống với nhau phải có nhẫn nại, chờ đợi phải có nhẫn nại, nghe người khác nói phải có nhẫn nại, nấu ăn phải có nhẫn nại, làm việc phải có nhẫn nại. Và không việc gì chúng ta làm mà không có sự nhẫn nại. Chờ xe bus, cứ trong chiếc xe bus tới mà tới hồi thấy chiếc xe bus quên nhìn số xe. Miễn có xe bus leo lên thì cũng được, không sao. Nhưng mà cuối cùng mình đi tới đâu? Không đi tới đâu cả. Chỉ cần mà tới hồi leo lên xe rồi nhìn, ủa chiếc xe mình đó làm sao, thì lúc đó làm sao? Trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đấy. Hồi xưa Kim Trọng nói vậy đó. Trót vì tay đã nhúng chàm, dại rồi thì biết khôn làm sao đấy. Thôi thì hôm nay chúng ta được về chùa tâm quang. Tâm là lòng, quang là sáng. Làm sao cho lòng mình nó trong sáng? Chỉ có cách chúng ta tu thôi. Không tu sao sáng được. Cho nên ngọc kia mà chẳng giũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc thôi. Con người tu có khác gì? Sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Một cái hộp ngọc mà không mài, không giũa thì nó không thành kim cương. Mà một hộp kim cương mà muốn sáng chói, long lanh, lấp lánh mọi khía cạnh thì nhất định cái hộp ngọc đó phải có nhiều góc. Càng nhiều góc thì càng long lanh, lấp lánh. Cũng như vậy, người ta giũa mài mình nhiều chừng nào, mình sớm trở thành một hòn ngọc kim cương chừng nấy. Một cái cây mà nó mọc chỉa ra không có trật tự thì cái cây đó không có quý. Thường thường cái bonsai rất quý và rất mắc. Tại vì sao? Nó được sự chăm sóc, tỉa, gọt. Cũng như vậy, người ta ngó mình nhiều, người ta cứ đi theo mình hoài. Em ngồi đây, mình mới bước vô chùa, vô đây, lại Phật, lại ba lại, ngồi đây, tôi biểu ngồi đây nghe không? Lát cái đứng dậy, lỡ nó ngồi. Nói trời ơi, tôi đâu phải tù binh đâu mà chị đi theo chị canh tôi hoài vậy. Tôi vô chùa để tôi có tự do. Nhưng mà nếu mà lỡ ai bị vậy, cứ nghĩ mình như cái cây bây giờ đang được giũa, gọt, mài, riết cho thành ông Phật. Quý vị nhìn một cái bức tranh đó mà người ta dụ người ta đục bằng gỗ đó, càng để nhiều công sức chừng nào thì cái bức tranh đó càng đẹp chừng nấy. Và khi mà nó đẹp một cách mà người ta nói cái bức tranh này quá là tinh vi. Sở dĩ nó tinh vi là tại vì người ta đã để tâm nó từng nét từng chút đó. Còn nếu mà ta đục sơ sơ, ta mài sơ sơ thì bức tranh không có giá trị. Sở dĩ bức tranh nó quá là đẹp là bởi vì người ta đã để tâm từng nét từng nét. Thí dụ như làn da, đường gân tay, nét nhăn trên mặt, họ diễn đạt sống động trên một bức tranh gỗ là vì cái người thợ đó đã để hết tâm vào đó. Họ đã nhẫn nại họ để vào đó. Thưa đại chúng, ở bên chùa Bển á, có cái tu viện Tây Thiên á, mình có nhờ một chú Phật tử làm cái tượng Phật. Mà thầy trò đã bàn với nhau là nhờ chú Phật tử làm mà không hối chú. Bởi vì khi mà làm một tượng Phật á, không phải là làm kiểu mà làm cho rồi để bán để lấy tiền. Mà người thợ làm tượng Phật phải đem cả cái trái tim, tấm lòng của mình vào trong bức tượng đó. Nếu hôm nào tâm mình không thanh tịnh thì không thể đắp tượng Phật được. Tâm phải thật thanh tịnh, bình an thì làm ra nét Phật á, người ta nhìn người ta mới thấy bình an. Bữa nào mình mà đang giận á, mình đang sùng bố á, mình làm tượng Phật lên, ổng cũng nhìn không có an lạc. Cho nên á, tới bây giờ cái chánh điện Tây Thiên chưa có bức tượng tương xứng với cái chánh điện. Tại vì mình mới làm xong cái chánh điện mà để cho chú Phật tử đó làm hơn một năm nay. Và chú nói chú chưa thực hiện được. Bởi vì thứ nhất là cái tượng quá lớn, phải kiếm được, mướn được cái nhà kho mới được. Nhưng mà cho dù chú mướn được cái kho chú làm cũng không hối chú, để cho chú làm. Bởi vì chú là một Phật tử, cho nên khi chú làm một bức tượng chú tịnh tâm dữ lắm. Chú không phải là một người thợ làm để kiếm tiền.
mà chú đem cho ai qua trúc qua Tây Thiên thấy cái tượng màu trắng cầm cái hoa sen đang thờ ở chánh điện cũ là cũng chú làm. Mà khi chú làm bức tượng đó là chú làm bằng cả trái tim, cho nên cái tượng nhìn rất đẹp. Bây giờ cũng vậy, mình cứ để cho chú làm thôi. Cho nên mình muốn ai làm gì cho khéo, đừng có hối người ta. Quý vị để ý, mà thường thường á, nấu mình nước sôi cũng bao nhiêu lượng nước đó ghim điện vô, mà cảm thấy hôm nay nó lâu sôi hơn hôm bữa. Không phải là nó lâu sôi mà tại mình sôi trước nó. Mình sôi trước nó cho nên mình thấy nó lâu. Chứ thật ra lượng, cái thời điểm mà nước nó cũng giống y vậy thôi. Cho nên Đức Quan Âm là tượng trưng cho sự nhẫn nại. Người mẹ là luôn luôn nhẫn nại với người con. Pháp Hòa biết có rất nhiều những bậc, những người mẹ rất vĩ đại. Đứa con nó hư đốn vô cùng mà người mẹ vẫn cứ chờ, chờ một ngày con mình hồi tâm chuyển ý. Mà sự thật cuối cùng, người mẹ đã thành tựu được cái ước nguyện của mình. Con bây giờ biết trở về, biết nương tựa. Thôi hôm nay gặp đại chúng, xin chia sẻ với đại chúng một chút ít về sự nhẫn nại. Và để cho sự tu hành của chúng ta thăng tiến thì chỉ một trong những pháp môn là sự nhẫn nại, mà nói theo Phật học là nhẫn nhục, còn nói theo đời là lòng kiên nhẫn. Làm việc gì cũng phải từ từ, phải kiên nhẫn. Thí dụ quý vị bước ra ngoài sân á, trời tuyết đường trơn quý vị thấy đó, thì tự nhiên bước đi mình nó làm sao? Nó chậm lại, đi rất vững để không té. Cho nên ngày xưa có một nhà bác học, ông nói như thế này: đi càng nhanh anh càng đi ít. Tại sao vậy? Bởi vì mình đi quá nhanh cho nên cuối cùng mình mệt, đi ít lắm. Đi từ từ đi mới xa, phải không? Người đi từ từ ta đi được xa, người đi nhanh mau mệt. Cho nên khiêng một cái thùng á, người ta cũng chỉ mình cách khiêng để không cụp xương sống. Còn mình làm anh hùng, thấy cái thùng để dưới đất, côm cái lưng xuống, bưng lên làm cái cụp, cụp xương sống. Người ta muốn khiêng một cái thùng là ta phải để cái lưng ta thẳng vậy nè, ta đứng ngồi từ dưới đất, ta nâng cái thùng thẳng lên thì xương sống không có bị cụp. Mà cứ thấy cái thùng vậy rồi cứ khom cái lưng xuống mà bưng lên để chứng tỏ cho nhanh, lẹ, gọn, mau. Và cuối cùng nhanh, lẹ, gọn, mau để thùng xuống đưa vô bệnh viện. Và cả đời bị cụp xương sống. Thôi chúc đại chúng xin chúc đại chúng lúc nào tâm cũng sáng, để cho chúng ta thấy rõ, biết rất rõ những gì đang xảy ra trong cuộc sống, để chúng ta có cái lòng nhẫn nại lớn. Cái lượng tâm của mình càng lớn thì mình sẽ dung nạp rất là nhiều. Và chỉ có cái lòng dung nạp như vậy mới có thể ôm ấp, tha thứ và tiếp tục nâng đỡ cho mình, cho mọi người xung quanh cùng đi lên con đường của cuộc sống. Cuộc sống này nếu mà chúng ta ai chúng ta cũng đẩy, ai chúng ta cũng bỏ, ai chúng ta cũng dạt thì rốt cuộc không có xài được cái gì hết trơn. Ở chùa người ta hay cho chùa mấy cái rau hư lắm, chợ bán không được đó. Rồi cái người ta đem vô, người ta cho cà rốt hư, su hư mà một lần mấy chục thùng. Quý vị biết không, nhiều khi ngồi gọt nguyên ngày còn đâu được nửa thùng à. Nhưng mà Pháp Hòa học được bài học ở chỗ đó. Nhiều khi á, cái cầm cái cũ nó lên nó hư, thì bây giờ mình chỉ cần lọc lại một chút thì chúng ta sẽ tìm ra được ở trong cái đống hư đó có những cái còn xài được. Cho nên đối với Pháp Hòa, cái gì Pháp Hòa cũng tu được hết á. Bất cứ cái gì nó xảy ra mình cũng tập, mình nhìn, mình quán, để rồi mình tu, mình học được hết á. Ban đêm trời tối hù không biết cái công tắc điện ở đâu, tự nhiên ai đó nói dạ con có cái bật lửa ở đây, con bật lên cái, quẹt cái diêm lên, à thấy công tắc ở đó, thì vừa bật công tắc lên thì cái diêm quẹt này nó cũng xong rồi. Nhưng mà cái diêm quẹt này nó rất là cần, mặc dù đời nó chỉ là một cái que diêm thôi, nhưng mà nó đã giúp cho người ta thấy được cái công tắc điện ở đâu để người ta làm sáng rực cả căn phòng.
thà như chiếc que diêm. Tuấn Ngọc hát bài đó hay lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đạo Phật dạy cho chúng ta có một cái nhìn, một cái quán. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời ta, ta cũng có thể nhìn quán mà đi tới để mà sống được. Đạo Phật là cho con người, đạo Phật dạy rất thật cho con người sống trong cuộc đời này. Dù cuộc đời rất đau khổ, nhưng mà tâm con người hoàn toàn không khổ đau, vì con người biết lẽ thật của nó. Cho nên đạo Phật không hề bi quan. Đạo Phật nói cái khổ để cho người ta rõ nó là khổ, để đừng bị cái khổ nó hành hung hay nó hành hạ, mà thấy rõ nó để sống. Có thân là nhất định phải có bệnh. Mình không làm chủ được cái thân bệnh, nhưng mình làm chủ được cái tâm không bệnh. Cái tâm mình không bệnh, bởi vì mình biết có thân là có bệnh thì tâm đâu có bệnh. Mà tâm mà bệnh, bệnh thân nó mới nặng lên. Cho nên thân bệnh có 40% mà tâm bệnh tới 60%. Đạo Phật dạy cho mình cách luyện tâm. Mà khi tâm mà luyện được rồi thì nó sáng ngời lên. Cho nên tâm quán là vậy, nó sáng ngời tâm. Thì mấy ngày nay mấy thầy mới hỏi Pháp Hòa, là tại Pháp Hòa hứa là sẽ soạn cho các thầy cái văn cảnh tỉnh, cảnh tỉnh hồ thiền buổi sáng buổi chiều. Thầy tịnh, thầy Huệ Tạng có in ra không? In ra để bài đó. Thì không biết là cái câu thầy ghi cái câu gì đó. Thì trong khi mà mình viết cho các thầy đó, thì Pháp Hòa nhớ, nếu mà không sai, tại vì mới viết ra mà. Nếu chút nữa được con mượn cái bản thầy đọc. Thì có một lần đi đi dạo thiền ở Tịnh Tây Thiên, Pháp Hòa cũng làm một câu: thời gian trôi thật nhanh, kiếp người thật mong manh, giây phút nào tỉnh thức, hay là phút giây nào tỉnh thức, giây phút ấy tu hành. Mình tu hành mình không cần phải chờ, mà tu hành là ngay cái giây phút mình tỉnh. Ví dụ mình đang nổi cơn giận, mình nhớ trực là mình giận, cái mình buông cái giận xuống cái đó. Giây phút đó tỉnh thức là giây phút đó tu hành. Chứ đâu phải là phải đợi mình làm gì ghê gớm lắm đâu. Rồi mình đang khởi cái tâm tham, mình nhớ trực lại cái mình biết vậy cái mình thôi. Thì mình đang khởi tâm, mình đang khởi cái tâm buồn tức ai đó, giận hờn gì đó, thì mình dùng dãy lên, thì mình nhớ trực lại mình đang bị cái cơn giận chi phối, mình đang bị cơn giận lôi cuốn, thì chúng ta dừng lại. Thì ngay cái giây phút dừng đó, ngay cái giây phút tỉnh, mình đang tức là tỉnh, và buông được cái đó tức là mình tu. Thì Pháp Hòa dựa theo cái đó. Pháp Hòa thì thật ra cái lời cảnh tỉnh thì mình muốn viết sao cũng được hết, miễn sao nó trong cái lời đó nó có nhắc nhở. Thì Pháp Hòa viết cho mấy thầy một vài bài. Thì trong đó Pháp Hòa viết như thế này: biết thân như đồ gốm, trụ tâm như thành trì, đưa cao gươm trí tuệ, chiến thắng mọi tham si. Cái thân này nó giống như là cái chén, cái đồ, cái bình xanh vậy đó. Có một năm để cái bình trưng cái bình trên Tây Thiên đó, mới vừa khai mạc khóa tu mùa hè cho mấy đứa nhỏ, ngay đầu tiên ngày khai mạc luôn, nó lên giỡn sao nguyên cái bình nát vụn ra luôn. Rồi ơi, nó sợ mình la, nó hốt gắt dấu với bằng Phật. Mình đi lên mình thấy sao bữa nay nhất bình trọng, nhất bình khinh, bình có bình không, điều tra mới biết. Pháp Hòa không tiếc cái bình, nhưng mà rầy các thầy là không có trách nhiệm, bể thì phải báo thành thật. Cũng như là dẫn cái em nào mà ấy đó, nó sợ hãi lắm, vì nó là thủ phạm mà. Cho nên mình phải làm sao mình comfort nó, nhưng mà dạy, nhưng mà không được giấu. Thật sự ra biết thân như đồ gốm,
Mà cái thân mình nó như đồ gốm thì cái gì nó mới bền? Cái tâm mình nó bền trì. Cuộc đời này có thể thay đổi nhưng mà cái tâm thì phải vững. Biết thân như đồ gốm, giữ trụ tâm như thành trì. Đưa cao gươm trí tuệ. Mới đầu Pháp Hòa định đặt cái câu là chém chặt mọi tham si, nhưng mà giờ thiền mà biểu chém chặt nghe ớn quá, phải không? Sửa lại. Đưa cao gươm trí tuệ, chiến thắng mọi tham si. Chả thật ra đưa gươm thì phải chém chứ tại sao lại lại. Nhưng mà nếu mà mình thiền tổ sư là phải vậy đó. Tổ sư thiền là phải chém chặt chứ không có nói cái chuyện. Cho mình đọc sử các thiền sư Trung Quốc đó, là toàn là đánh đập hét hò không chứ không có dạy. Không có nói con ráng tu nghe con, không có đâu. Vô mà hỏi đạo lưu mày ngu quá. Nghe vậy cái là tỉnh. Ngày ngày Lâm Tế nè, ngày Hoàng Bá nè, các ngài là toàn là nói những cái câu mà mình đọc vô mình. Nhớ có một năm đó mình in cái quyển Lâm Tế Ngữ Lục, năm đó là cái năm mà mới vừa cái bản dịch đó vừa được dịch xong từ Việt Nam, mà ở Việt Nam chưa có cơ hội in thì gửi ra hải ngoại. Thì chùa mình chịu trách nhiệm lãnh cái cuốn sách đó, mình đánh máy mình in. Thật ra in cái quyển đó, Mô Phật nói sám hối chứ nó uổng là tại vì có ai đọc hiểu gì đâu. Người nào mà hiểu Phật Pháp thì cái quyển đó là giá trị. Nhưng mình vẫn phải in. Năm đó in là vừa nguyên tác chữ Hán, rồi âm Hán, rồi bản dịch. In đẹp lắm. Pháp Hòa nhớ năm in là khoảng năm 90. Mà thời đó mà in kinh sách rất khó. Nhưng mà mình lúc đó có được một nhà in người Việt là Phật tử nữa, cho quý bác nhận in cái quyển đó. Con bác Phật tử nhận cái quyển đó đem về đọc xong 3 ngày sau bác trả lại. Bữa nói thôi con trả chùa nè, ông thầy tu gì dữ quá. Tại vì sao? Tại vì đó là thiền đốn ngộ. Còn tiệm là mình nói từ từ, nhắc nhở từng ly tí. Và quý vị biết cái câu thân biết thân như đồ gốm, trụ tâm như thành trì. Tất cả những cái gì nó cũng có thể xảy ra, nhưng mà cái tâm mình phải vững. Tại vì trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Đưa cao gươm trí tuệ. Đưa gươm thì phải chém chứ tại. Nhưng mà mình sợ, thôi mình chém chặt. Trong giờ ngồi thiền, chiến thắng mọi tham si. Qua bài kệ thứ hai, Pháp Hòa viết: một ngày đã đi qua, tuổi trẻ tiến đến già, giờ ngồi đây tự hỏi, ta làm gì cho ta? Bây giờ đây là giờ phút mình thiền đó. Thiền không phải là ngồi chơi đó. Thiền không phải là ngồi để làm gì. Thiền nghĩa là mình có đủ khả năng ngồi nhìn lại mình. Thiền là mình đủ khả năng mình hỏi lại mình. Thiền là mình đủ khả năng dừng lại ngay cái giây phút đó. Giờ ngồi đây tự hỏi, ta làm gì cho ta? Mình một ngày qua mình đã sống như thế nào? Mình đã làm gì cho đời mình? Tuế nguyệt tha đà, mỗi ngày, mỗi năm tháng mình để cho nó trôi qua một cách buông xuôi như vậy. Một bài khác Pháp Hòa viết: chớ để ngày trôi qua trong quên lãng tha đà, vô thường không hẹn đợi, tĩnh tâm niệm Di Đà. Di Đà là gì? Là sự thanh tịnh của tự tâm. Di Đà là ánh sáng của vô, ánh sáng vô lượng, là công đức vô lượng, gọi là vô lượng công đức. Tuổi thọ vô lượng gọi là vô lượng thọ. Công đức vô lượng gọi là vô lượng công đức. Cái bài Pháp Hòa hay đọc cho đại chúng nghe: nhất nhật vô thường đáo, phương tri mộng lý du, vạn ban tương bất khứ, duy hữu nghiệp tùy thân. Một mai vô thường đến, gọi là nhất nhật vô thường đến. Phương tri mộng lý du, mới hay đời này thật sự là một mộng nguyện.
Hay nói cách khác là mới hay mình xưa nay đi trong mộng, du lịch ở trong mộng. Bây giờ hiểu ra rồi, muôn việc chẳng đem được, vạn ban tương bất khứ, chẳng đem được cái gì hết. Duy một thứ mình có thể đem thôi, đó là gì? Nghiệp của mình. Duy hữu nghiệp tùy thân. Thực ra không ai nhắc đó, quên. Biết nhưng mà không ai nhắc là quên. Cho nên rồi lâu lâu mình, mỗi ngày mình ngồi thiền, các vị mà hô thiền đó, sau khi cái lời hô thiền rồi, ví dụ như là gì, vững thân ngồi dưới cội bồ đề, ba nghiệp lặng rồi hết thị phi. Còn nếu mình hô bằng tiếng âm Hán thì là sơ canh dĩ đáo thượng thiền sàng, tam nghiệp tịnh trừ đổ thánh nhang, thâm tính Phật ngôn hằng niệm Phật, chỉ tu nhất hướng vãng Tây Phương. Có chỗ thì chỉ tu nhất hướng nhập linh sang. Linh sang tức là linh sơn. Thì những sau cái lời đó rồi thì có một lời cảnh tỉnh để nhắc nhở. Tôi hy vọng các thầy thực tập rồi mình sướng lên cho đại chúng được nghe những cái bài đó. Biết thân như đồ gốm, trụ tâm như thành trì, đưa cao gươm trí tuệ, chiến thắng mọi tham si. Ở trong đời sống của chúng ta đó, ở mỗi người chúng ta đều là một người lãnh đạo. Chúng ta đều có một cái vai trò lãnh đạo. Ví dụ mình nói, tôi đâu có lãnh đạo gì đâu. Không có. Ví dụ như bây giờ mình làm cha, mình lãnh đạo gia đình mình, lãnh đạo vợ, con, gia đình. Ngược lại mình làm mẹ, mình lãnh đạo con mình. Nhiều khi ở trong cái phương, trong cái cách của người Á Đông thì mình không có lãnh đạo chồng. Chồng lãnh đạo mình thôi. Thí dụ vậy. Nhưng chữ lãnh đạo là gì? Chúng ta là người nhận lãnh một cái trách nhiệm để chúng ta dẫn dắt mọi người. Lãnh đạo là một cái người luôn luôn hướng dẫn. Nhưng mà lãnh đạo nó có hai loại. Ví dụ như là mình là một cái người lo cho đất nước thì gọi là lãnh đạo quốc gia. Còn một cái người mà lo tinh thần gọi là lãnh đạo tinh thần. Ra hải ngoại này á, các thầy hay có cái từ lãnh đạo tinh thần đó. Ví dụ như giờ thầy đó không có ở cái chùa đó, nhưng mà vùng đó Phật tử ta lập cái chùa, các Phật tử ta lo, ta chăm sóc ngôi chùa đó. Nhưng mà người ta cần một vị thầy ở cái mặt tâm linh để mọi cái việc gì người ta hỏi ý vị thầy đó. Vị thầy đó không có phải trụ trì, cũng không có dính dáng chi về cái pháp lý cái chùa đó, trên cái tinh thần thôi. Thì các vị hay thỉnh thầy vào cái chức vụ gọi là lãnh đạo tinh thần. Có chuyện gì khó khăn gọi thầy đó để nhờ thầy đó giúp đỡ giải quyết. Hay là những cái công việc gì trong chùa, hay thậm chí lễ lọc gì đó, mỗi năm bao nhiêu lần thầy đó đi về đó lãnh đạo tinh thần. Cũng giống như từ năm 2002 cho đến bây giờ là 2020, tức là bao nhiêu năm? 18 năm Pháp Hòa lãnh đạo tinh thần chùa Hải Đức, ví dụ vậy đó. Rồi một dạo cái lãnh đạo tinh thần chùa Phổ Minh ở Windsor. Rồi lâu lâu thì lãnh đạo tinh thần chùa Huyền Quang ở Texas, ví dụ vậy. Rồi bây giờ đang lãnh đạo tinh thần chùa Tây Trúc ở Kelowna. Lãnh đạo có nghĩa là mình chịu trách nhiệm, nhận lãnh một cái trách nhiệm ở trên phương diện tinh thần. Và một cái người như là ông thủ tướng thí dụ, hay là ông tổng thống, thì ông đó là người gì? Lãnh đạo quốc gia. Còn một người cha, một người mẹ là lãnh đạo gia đình. Ông bà cũng có thể là người lãnh đạo, hay thậm chí một người chị lãnh đạo các em. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có một vai trò để chúng ta lãnh đạo hết.
Mà cái người mà muốn vì mình tự, khi mình có nhiều khi cái việc đó nó mặc nhiên như vậy, nó mặc nhiên như vậy. Ví dụ như hồi đó thầy, mình ở trong chùa đi, mình là một sư huynh lớn, sư phụ mình nhận đệ tử, tự nhiên mình mặc nhiên mình trở thành một người huynh, và mình phải mặc nhiên mình tự biết cái bổn phận của mình. Hồi đó thầy viện chủ, thầy nhận các vị vô tu. Có những vị thầy lãnh vô thôi chứ thầy đâu có trực tiếp đâu, mình phải là người sống chung gần gũi trực tiếp. Mà có những vị thầy nói, thầy định cho người đó xuất gia, và góp ý nó còn thấy chưa được, thầy không có vui, nhưng mà nhất định là phải làm. Thôi Pháp Hòa không có cãi, thích thì chiều. Nhưng mà Pháp Hòa vẫn làm đủ cái bổn phận của mình. Nói cái ngày đó cho chú đó xuất gia thọ giới, không nói thêm câu gì hết. Rồi Pháp Hòa tự động mình phải mặc nhiên đi tìm y cho vị đó, hướng dẫn vị đó, soạn những nghi thức truyền giới. Rồi tới ngày thầy mình lên làm lễ, mình mọi thứ sẵn sàng hết, mình mặc nhiên làm một cái người chịu trách nhiệm. Ở trong cuộc sống của chúng ta, ví dụ như á, mình có con, mình mặc nhiên là một người cha và tình thương nói vậy, không cần phải tuyên bố, kể từ giờ phút này tôi phải là người lãnh đạo gia đình này. Thật sự ra một khi người vợ nhận mình làm chồng thì tự nhiên mình là, họ nhận mình là một người lãnh đạo. Tại vì họ cái gì, nghìn trùng nhờ bóng tùng quân mà. Đó, mình là người nữ thì mình nương vào cái người chồng của mình. Nhưng mà người chồng đó phải là một cái người lãnh đạo có ý nghĩa, hay là một người thầy, một người sư huynh. Ví dụ như người ta thỉnh mình về cái chùa làm trụ trì, mình mặc nhiên là một người lãnh đạo tinh, dù người ta không cần dùng cái từ thứ hai, con xin thầy lãnh đạo tinh thần chúng con xin thầy làm trụ trì, thì mình mặc nhiên làm cái người lãnh đạo tinh thần cho cái đạo tràng đó, thì mình phải có những cái tố chất, tức là những cái chất bổ dưỡng tốt đẹp ở nơi mình để làm một người lãnh đạo. Ví dụ như mình phải có một cái tầm nhìn xa, mình phải có cái tâm sáng tạo, hay là phải có cái lòng biết lắng nghe, biết bao dung, biết tha thứ, vân vân. Cho nên là một người lãnh đạo, nếu mà nói cho cùng, tự nhiên mình là một người lãnh đạo hết. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như giờ Pháp Hòa đi vắng, Pháp Hòa mới nói chia công việc nha, rồi thầy này chịu trách nhiệm chánh điện nha. Bây giờ bầu ra 6 người làm trong chánh điện thì tự nhiên sẽ có một người là leader của cái nhóm làm chánh điện đó, thì cái người đó là cái người lãnh đạo của nhóm đó. Mình đi ra mình hỏi ai là người chúng trưởng lãnh đạo cái nhóm này, thì cái người đó phải đủ khả năng làm việc, và cũng như là gì đó hài hòa, cũng như là lắng nghe, cũng như là biết ứng xử. Tại vì mỗi người là sẽ mỗi ý nè. Thật ra nếu mà mình là cái người làm việc với người đó thì mình phải có cái tâm biết lắng nghe người kia. Nhưng ngược lại, cái người lãnh đạo phải biết lắng nghe những người làm chung với mình, tại vì họ là những người làm phụ với mình. Hồi sáng Pháp Hòa họp với các chú Phật tử trong cái công việc trên chùa, mấy chú plan là làm này làm kia, thì Pháp Hòa mấy chú mới đùa, mấy chú nói giờ hỏi thầy ông chủ, hỏi ông chủ coi có cho mình phá không. Pháp Hòa nói dạ không có cho mà năn nỉ. Năn nỉ phá. Thật ra thì người xưa người ta hay dùng cái từ là mình phải chiêu hiền. Chiêu hiền tức là mình phải đi tìm những cái người giỏi về giúp mình. Chiêu hiền là vậy đó. Rồi khi mình chiêu hiền rồi xong phải làm gì nữa? Đãi sĩ. Chiêu người ta về rồi đó,
mình phải ân cần tiếp đãi người ta. Chứ không phải mình kêu người ta về làm việc với mình xong rồi mình khinh thường người ta, mình phỉ báng người ta, mình nạt nộ người ta, thì ai mà ở với mình lâu. Cho nên việc nhỏ, việc lớn gì cũng vậy. Mình kêu hiền mà không biết đãi sĩ thì cái người hiền đó không ở lâu. Cho nên một cái người lãnh đạo quốc gia cũng vậy, một người lãnh đạo tinh thần cũng vậy. Thậm chí mình lãnh đạo bất cứ một cái nhóm nào nhỏ lớn, một đoàn thể. Trong đoàn thể nó có những nhóm nhỏ, phải không? Giống như cái đó, trong một cái lễ nó có một cái bang, rồi trong đó nó có những cái tiểu bang. Thì trong một cái đạo tràng, trong một ngôi chùa, ở đâu nó cũng đều có những tiểu bang hết. Ví dụ như bang trà nước là tiểu bang của bang hành đường, bang trái xoan gì đó, bang thị giả, vân vân. Thành thử ra mỗi bang đều có một người lãnh đạo. Người ta phải sắp xếp công việc, phân phối. Nhiều khi người ít mà việc thông, người đông mà không xong việc. Là vì ai cũng muốn làm chủ hết, ai cũng muốn làm leader hết, thì làm sao nó ra việc. Cho nên mình là cái người under, tức là dưới một cái vị lãnh đạo nào đó, thì mình biết phục tùng. Còn người lãnh đạo phải biết dẫn chúng. Cho nên cái người mà đi đầu quan trọng lắm. Nhưng mà khi mà họ mệt mỏi rồi đó, họ cũng không buông cuộc, họ không bỏ, họ lui ra phía sau, họ làm cái người nâng đỡ. Quý vị nhìn chim bay sao là lãnh đạo vậy đó. Chim nó bay sao là cái người lãnh đạo vậy đó. Bay đầu đàn mà cái người bay đầu chịu gió nặng lắm. Cái người đi đầu là phải hứng chịu hết. Cho nên người Việt mình hay dùng cái từ là hứng mũi chịu sào. Mình phải đứng đầu là mình phải đứng bao nhiêu cái sai gì là mình phải nhận hết. Có một hôm mà có mấy cô trồng hoa phiền hà các vị khác là cắt hoa mà không biết cắt để cho chết bông chết hoa lên mét. Pháp Hòa mới nói: ồ, Pháp Hòa đó, Pháp Hòa biểu đó. Cô buồn nhưng mà sao cô suy nghĩ lại, cô nói: con biết không phải thầy nhưng mà thầy lãnh đạo, thầy nói để cho nó xong việc. Giờ sai quấy gì là người đệ tử của mình làm, con cháu của mình làm, đệ tử mình làm, người nhà của mình làm, thì giờ mình phải chịu. Nhưng mà cô nói xong rồi, cái cô suy nghĩ cô biết thầy không có biểu, thầy không có làm. Cô lên cô nói, nghĩ là cô giận nhưng mà sao chút xíu cô nói, cô vui vẻ trở lại, cô nói: con biết thầy không có làm nhưng thầy là người coi như là nói để mà bao che. Nhưng mà thật sự tại sao cô không giận? Tại cô biết thầy làm cái vai trò của thầy. Cái sai gì thầy ôm hết. Xong rồi Pháp Hòa phải đợi một lúc khác, phải xoa dịu. Mình biết là mình làm như vậy là không đúng, hay là mình có cắt đi nữa mình cũng làm sao. Ví dụ làm mình không biết cách là cắt bông xong chết cây người ta. Cái công người ta làm, trong người ta trồng. Cho nên mình muốn làm một cái người, có nhiều khi mình ham làm lớn lắm nhưng mà không có dễ làm. Cho nên cái người mà hạnh phúc nhất là làm phó thường dân. Làm dân thôi mà chưa được phải phó thường dân thì mới hạnh phúc tuyệt đối. Tại sao? Không lo gì hết. Hồi đó có nhiều vị thích làm ăn mà nói: trời ơi, tại sao mình đi làm cu ly 8 tiếng về duỗi chân ngủ khỏe, còn mình làm chủ phải suy nghĩ tiệm kia bữa nay bán nhiêu, mình phải bán nhiêu, rồi mình đủ thứ chuyện phải suy nghĩ hết. Làm ăn mệt lắm, nào là thuế đất, thuế nhà đủ tiểu hết, rồi bill bộng giấy tờ, mà nhất ở cái xứ này khai thuế đủ kiểu mệt. Ở đây chùa cũng phải khai thuế nữa. Chùa là giấy tờ hàng năm là cũng phải làm đàng hoàng nộp lên cho chính phủ.
chứ đâu phải giỡn chơi. Một cái tờ, một cái mình chi ra 10 đồng phải có cái tờ giấy chứng nhận mình đã chi 10 đồng. Mà nếu như mà họ nghi ngờ một cái gì mà họ xuống họ kiểm soát mình, họ tiếng Mỹ kêu là audit mình, cái là mình mệt lắm. Cho nên tất cả phải đầy đủ giấy tờ, và mình rất cần những người lo cái chuyện đó cho mình. Cho nên chiêu hiền đại sĩ là vậy. Ví dụ mình cần người ta giúp, ôi lúc mình cần mình năn nỉ muốn chết luôn, tới hồi người ta vô làm với mình rồi là thôi, mình vô số ngôn từ hành động mình làm cho người ta phiền. Vô tình đó thì thôi không nói, nhưng mình sống bằng cái tập nghiệp. Đôi khi mình cũng không nghĩ cái đó là mình sai, nhưng mà cái tập nghiệp nó lôi kéo rồi. Chứ cái tập nghiệp nó mình sợ lắm. Có đôi khi mình sống bằng cái tập nghiệp đó mà mình không hề biết cái đó là cái nghiệp của mình. Tôi đâu có làm gì đâu, tôi nói gì mà mình quên rằng mình đang hành xử bằng cái tập nghiệp. Cho nên ngồi thiền tụng kinh đó, nó có cái mục đích rất hay là để làm sao giúp cho mình giảm đi cái tập nghiệp đó. Thì nói như vậy là Pháp Hòa muốn trích một đoạn kinh Đức Phật dạy cho các vị vua chúa cũng như các hàng tu sĩ. Một hôm tại kỳ viên, tại chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ, do ông Cấp Cô Độc và Thái tử Kỳ Đà phát tâm hiến cúng, Đức Thầy Phật tập hợp các tỳ kheo và dạy: Này các đệ tử, nếu vị quốc vương lãnh đạo nhà quốc gia bị kẹt 10 điều thì đất nước ấy sẽ nhiễu loạn, xã hội bất ổn, khó tồn tại lâu. Một, vị quốc vương và nhà lãnh đạo nổi cơn thịnh nộ, dù là việc nhỏ, không chịu quan sát sự tình và lý làm chủ bản thân. Có nhiều khi mình cứ tháo quát lên mà mình không hề, chuyện nhỏ cũng la, chuyện lớn cũng la, cứ đụng chuyện là la, mà không hề biết tình lý nó như thế nào hết. Thì cái này là cái nguy cơ của một đất nước. Thôi giờ đất nước mình không dám bàn, rồi mình bàn cái chuyện, thí dụ bây giờ mình nói ngay cả trong gia đình mình đi. Mình cứ nghĩ mình là cha, là mẹ, rồi cứ con sai, chuyện lớn cũng rầy, chuyện nhỏ cũng rầy, mà nói bất cần để ý, thì có ngày con mình nó sẽ xa mình. Nếu như nó miễn cưỡng nó sống lại với mình, tình thương không còn. Có nhiều em, có nhiều chị, nhiều anh bây giờ 50 tuổi rồi, nhưng mà oán cha trách mẹ rất nhiều. Đấy, mấy ngày nay là Pháp Hòa nghe quá trời chuyện luôn. Chuyện của bao nhiêu năm về trước bây giờ nó sống dậy hết. Sống dậy hết. Tại sao? Tại họ có con. Rồi thỉnh thoảng đôi lúc đó, con họ nó trách họ một câu đó, trở lại tự nhiên có nhiều cái chuyện nó qua rồi họ quên rồi. Đấy, có hai anh chị lên thăm Pháp Hòa rồi kể những cái chuyện mà ngày xưa ba mẹ họ đối xử, mà mặc dù bây giờ họ đã 50 tuổi rồi nhưng mà không buông được. Thậm chí bây giờ cái anh đó mới nói Pháp Hòa, nó con hận ba con đến mức độ á, tới ngày giỗ con thắp một cây nhang con thắp không được nữa. Nói đến mức độ như vậy. Cho nên một người cha, một người mẹ, nếu mà mình thì mình thấy ủa sao giờ con mình nó lạc nhách với mình vậy, thì mình cứ nói mình là đúng, con mình là sai. Có nhiều vị mẹ lên để nói chuyện với Pháp Hòa, nói ba nó đối xử vậy đó, nhưng mà rồi con biểu tụi nó là phải có hiếu thế này thế kia. Thì Pháp Hòa mới nói nhiều khi á, chồng mình áp đảo con mình một kiểu, rồi mình cứ đem cái luân lý đạo đức của Việt Nam mình đang một hình thức áp đảo khác. Con phải nhịn, con phải ráng, con đừng có bất hiếu với cha, con bất hiếu với cha với mẹ là thế này thế kia. Cái đó cũng một hình thức mình ép con mình, mà nó sống, nó thương mình thì nó nhịn, rồi bên kia thì nó chèn ép, cho nên cuối cùng cái đứa nhỏ nó bị gì? Toàn là sống bằng cái pressure.
Có nhiều khi mình nói, như nhiều khi mình nói, mình lên mình nói trong cái buổi họp nha, à, thầy rất là biết lắng nghe, các đệ tử có chuyện gì cứ nói ra, nhưng mà nói xong bị dập hết. Cuối cùng người quyết định vẫn là mình, không ai có quyền quyết định, không ai có quyền góp ý gì hết. Cứ nói nhưng mà cuối cùng mình là người quyết quyết hết. Thành thử cái đó nhiều khi mình giống như, xin lỗi đại chúng ha, quý vị có biết mình là khi mình nấu củ, rau củ mình lấy hết nước ngọt rồi, mình vẫn để cái xác nó ở trong cái nồi đó, thì cái xác nó vẫn còn lêu bêu trong đó, nhưng mà ăn nó lạc nhách à. Có nhiều khi mình nghĩ một con người cũng vậy, họ miễn cưỡng họ sống với mình chung nhà vậy chứ họ lạc nhách đối với mình rồi, tại vì mình dắt hết nước cốt của họ, mình dắt hết cái tình thương của họ rồi. Cho nên nhiều khi họ sống với mình vậy thôi, chẳng qua là bổn phận cái gì đó trong cuộc sống. Rồi mình nhiều khi mình nói đệ tử phải như vậy với thầy, hay là con phải như vậy, nhưng mà mình không hiểu. Mình không hiểu tại sao nó đi đến con đường đó. Cho nên có hiểu mới có thương. Mình phải, mình vẫn không dạy cho con mình đối ngược lại, nhưng mình phải thông cảm cho những cái hành vi của nó. Nó cũng phải có, tai nợ gọi là gì? Cái gì đó, dở bờ. Tức nước thì phải vỡ bờ. Mình đưa nó vào cái chân cùng rồi thì nó phải cắn mình. Cho nên hồi xưa trong Quy Sơn Cảnh Sách có câu á, mình là một người thầy mà không có hiểu Phật Pháp á, rồi hậu học mà tới hỏi mình không biết gì hết á, gọi là xúc sự diện tường, gặp việc thì xoay mặt vào trong vách. Học, hậu học đó, tức là cái người sao mà hỏi mình đó, thì không có một lời lẽ để dạy dỗ. Nhưng lỡ người nhỏ mà hỗn đó, thì chúng ta nói hậu học vô lễ, gọi là hậu sinh vô lễ. Cho nên ở trong Phật giáo đó, Đức Phật có dạy thầy phải đối với trò như thế nào, trò phải đối với thầy như thế nào. Đấy. Hồi trưa nè, dọn cơm xong hết rồi mình biết đệ tử mình qua giờ trưa đói, mình nhịn được không sao, thôi con đi ăn đi, con ngồi đó đi, thầy serve cho. Mình đem cho đệ tử từng chén cơm, từng miếng nước tương, từng miếng ớt, không có sao hết. Tại vì cái đó không phải là cái gì hết, cái đó là cái tình thương nó lưu xúc như vậy. Không cần phải đóng kịch. Người cha không cần phải đóng kịch. Mình đóng chi, mình thương nó muốn chết mà cứ giả bộ ta là cha, ta phải ngồi khổ quá. Mình thương, mình cứ biểu lộ cái tình thương đó. Hay là người sư đệ, hay là người đệ tử, cứ làm cái chuyện đó. Các vị Phật tử về công quả, mình không phải là trụ trì rồi chỉ ngồi đó. Mình trụ trì vẫn có thể đi lo cho Phật tử được. Giờ phút đó là giờ phút đại sĩ. Mà đại sĩ xong thì chư hiền tới về. Cái đó không phải là mình toan tính, nhưng mà sống ở trong đời nó phải có những cái hành xử như vậy. Cái đó gọi là nhân thừa. Mà từ cái nhân thừa đó đó, trong Phật giáo có ngũ thừa phải không? Nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Thì mình khoan nói chuyện thanh văn, duyên giác, Bồ Tát vậy đó, nhân thừa thôi. Cho nên các vị mà về công quả thì các vị trong chùa phải có bổn phận tiếp đãi. Cơm nước, mọi thứ cho các vị được no đủ. Ngược lại, một người lãnh đạo trong công xưởng của mình, cái người sếp lâu lâu dẫn những nhân viên mình đi ăn, lâu lâu mua cà phê vô đãi,
Thật ra mấy cái nhỏ thôi, nhưng mà hết lòng. Pháp Hòa có một anh Phật tử tiệm đắt lắm nha, nhờ mỗi năm anh cho toàn nhân viên nghỉ giải lao đi chơi. Còn ở trong cái thành phố đó mà có tổ chức những cái buổi văn nghệ gì đó, anh mua vé tặng cho từng nhân viên đi coi. Trời ơi, toàn thể nhân viên nghĩ ông chủ mình đó, bữa nay đáng lý ông phải mở nhà hàng, ông mở tiệm làm ăn biết bao nhiêu tiền, mà ông dám đãi mình về kỳ này đó, về phải làm hết lòng cho ông nha. Cho nên rồi các người là sau một cái bữa đi chơi về là vui vẻ. Cho một người, một là quốc vương, nhà lãnh đạo nổi cơn thịnh nộ, dù việc nhỏ, việc lớn, không chịu quán sát sự tình và lý. Trong công việc nó có tình, có lý. Ví dụ như mình nói vậy xong rồi, lý do nào mà nó nói như vậy? Cái tình nó có thể không đúng, mà cái lý nó đúng. Cho có nhiều vị lên, giận tức nói những cái câu nghe nặng đối cha mẹ. Cái tình là không đúng, từ ngữ đó không được nói vậy. Nhưng mà mình hiểu, mình thông cảm cái lý lẽ của họ. Nhưng mà mình tìm cách mình không thể biểu họ bỏ liền đâu. Nhưng mà mình có cách, mình tìm cách, mình làm sao mình lắng họ xuống. Hai là quốc vương, là nhà lãnh đạo, tham đắm tài sản, tâm thích cạnh tranh, không quan tâm đến bá tánh trong nước. Mình chỉ lo mình thích cạnh tranh mà không quan tâm đến người dân thì người dân sẽ bị khổ. Trong gia đình mình cũng vậy, nhiều khi mình cứ lo cạnh tranh làm ăn mà quên rằng sức khỏe của người thân mình chạy theo mình không nổi, cuối cùng họ khổ. Có một gia đình dẫn con lên nhờ Pháp Hòa giúp. Và anh chị cũng thú thật, bây giờ khi đứa con nó đã ở cái tuổi 20 mấy rồi, mà nó bị một cái bệnh trầm cảm là cũng lỗi do mình. Đi làm suốt ngày suốt đêm, rồi cứ hễ về thì gặp mặt con vài ba câu, rồi cứ nghĩ là mình đầy đủ. Nào là internet nè, nào là iPad nè, laptop nè, tất cả mọi thứ mình lo cho con. Thì bây giờ đứa con nó chỉ thích đắm đuối vào cái đó, tại nó đâu có ai, nó không bạn bè, nó không cởi mở, thậm chí bây giờ nó ít nói chuyện. Mà bây giờ mình kêu nó nói chuyện, nó cũng biết chuyện gì để nói. Thành thử ra trong một cái gia đình mà mình sinh hoạt, chữ sinh hoạt là vậy, hãy hoạt là gì? Là sống. Hoạt là hoạt động, mà hãy sống là phải hoạt động. Cho nên ví dụ ta nói trời ơi, người không hoạt động bệnh chết. Mấy tháng nay có nhiều vị đâu có ra nhà đâu, nhưng mà giờ phải sao đây? Bắt đầu làm vườn. Hôm qua có mấy Phật tử nói trời ơi, giờ chạy vòng vòng đi mua đất mệt quá, không còn chỗ nào có đất để mua đó. Pháp Hòa nói tại sao biết không? Cái mùa dịch này ai cũng ở nhà rảnh, không biết làm gì, bắt đầu ra vườn cuốc đất, rồi trồng rau, đi mua đất về trồng. Cho nên nhiều khi mình cứ lo chạy mà mình quên đi cái sức của người thân trong nhà mình. Có nhiều người, người ta tiếng Mỹ nó kêu là workaholic, người là ham làm việc quá, ham làm quá mà quên cả những người xung quanh. Mà ba là quốc vương, là nhà lãnh đạo, và nhà lãnh đạo bạo ngược, bất công, không có từ bi, thiếu mất trí tuệ, không thích can gián, không chịu tham vấn những người giỏi hay. Có nhiều khi mình làm mà mình không có cần tham vấn, tức là mình đi tham hỏi, thăm dò. Bốn là quốc vương và là nhà lãnh đạo, xử oan nhân dân, giam cầm phi pháp, giam ngục hiền thần, dù trù dập người hiền, không có công tâm. Đây là mình nói tới cái chuyện một cái vị lãnh đạo quốc gia đó, là xử oan nè, giam cầm phi pháp, ai làm bất cứ người nào làm sai là giam ngục mà không cần biết
cái tội của họ nặng nhẹ. Và thậm chí có những người hiền thần cũng bị giam. Và những người hiền thì bị sao? Bị trù dập. Tức là luôn luôn tìm cách không bao giờ cho người đó được tiến thân, không có công tâm. Thứ năm là quốc vương là nhà lãnh đạo chỉ thích tuyển dụng kẻ không tài đức, nịnh hót, gian tham, vi phạm luật pháp, không sống gương mẫu, không có đạo đức. Nếu mình chiêu toàn những người vậy về thì thế nào cái đất nước đó cũng sẽ chết. Tại sao? Tại vì toàn là những người không tài đức, gian nịnh. Cho nên thường thường ông vua có nhiều khi ông không có chết vì giặc. Ông chết vì ai? Cái người mà hay hầu ổng. Cái người hầu ổng, tại vì nó là cái người lo chăm sóc, nó nịnh bợ rồi nó biết ổng làm sao hết, nó báo cáo ra hết. Sáu là quốc vương là nhà lãnh đạo tham đắm nhan sắc, đam mê hưởng thụ, không sống chung thủy. Bảy là quốc vương là nhà lãnh đạo ưa thích rượu bia và các chất nghiện, tâm không tươi tỉnh, nghiện ngập thường xuyên, không dành thời gian cho việc quốc gia, không lo cho dân ấm no hạnh phúc. Hồi xưa các thời phong kiến là phần lớn các ông vua đều có vướng phải. Có những vị minh quân thì khác, sống lâu, tại vì người ta ít uống rượu, ít ăn chơi. Còn các vị vua chúa nào mà ăn chơi nhiều thì tuổi thọ giảm. Có nhiều vị vua hai mấy tuổi à? Tám là quốc vương là nhà lãnh đạo thích ca hát búa ăn nhạc phung phí, lễ tiệc quá nhiều, phung phí ngân khố. Ở đây cũng có, lâu lâu báo chí họ cứ đăng á, ông lãnh mấy ông thủ tướng, hay là Canada mình thì kêu thủ tướng, Mỹ thì là tổng thống, mấy ông dẫn gia đình đi chơi là phải tốn bao nhiêu tiền ngân khố của quốc gia, lâu lâu họ cũng chỉ trích. Mười là chín là quốc vương và nhà lãnh đạo thân nhiều bệnh tật, không đủ sức khỏe quản trị vận nước. Mười là vị quốc vương là nhà lãnh đạo không dùng tài đức, không tin bề tôi, không có lòng trung hiếu, không có cố vấn và trợ lý giỏi, đảm đang nhiều việc trong một hiệu đảm đang nhiều việc một cách hiệu quả. Đó là 10 điều của một vị vua. Đây là 10 điều của một vị xuất gia, một người tu nên tránh. Này các đệ tử, đối với tăng đoàn, người tu sĩ nào vướng vào 10 điều sau tự chặt gốc thiện, hiện tại bất an, khi chết tái sinh vào cõi xấu. Tại vì ở đây là mình chủ đích là mình lo sự tu tập, và các thầy, các sư cô là những người mới trên đường tu tập, hay là tất cả chúng ta là những người tu tập, chúng ta nên ôn lại cái này. Một là người tu không tin tam bảo, không giữ giới đức, giới hạnh, sức mẻ, không có oai nghi, không biết tôn trọng. Một người xuất gia mà mình không có tin tam bảo, tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, đó gọi là tin tam bảo. Tin Phật đây không có nghĩa là mình tin Phật là ông thần đủ khả năng ban phước giáng họa, mà tin Phật là một người có thật. Nếu đứng trên phương diện lịch sử, phải biết rằng Đức Phật là một người có thật trong lịch sử loài người. Phải biết rằng Đức Phật là một người thật sự giác ngộ, người có tỉnh thức, có trí tuệ của giác ngộ. Phải tin rằng Đức Phật là một người thầy đủ khả năng từ bi và trí tuệ. Tin Pháp là tin gì? Tin Pháp này không có nghĩa là tin những điều huyễn hoặc, hoang đường, mà tin Pháp là gì? Là chân lý, là lẽ thật. Ví dụ như mình tin Pháp là mình tin rằng quả thật cuộc đời là vô thường, không có cái gì tồn tại bất biến. Mình có tin cái đó rồi, cái gì nó đến cái tự nhiên, nó không làm mình quá khổ, tại mình biết cái gì có động là cái đó phải bị yếu. Ví dụ như cái trái đất này nè, con người mình động vô nó nhiều quá, khai thác quả đất này nhiều quá, thì quả đất này nhất định phải bị thương, bị damage. Mình vô rừng, mình phá rừng, phá cây thì nhất định phải bị động.
Cho nên là mình động đất mà chưa động trời. Tôi kêu toàn là chuyện làm chuyện động trời, động đất. Động đất, nhưng mà hễ động đất là động trời. Trời là gì? Là thiên nhiên. Trời là tượng trưng cho thiên nhiên. Mà chúng ta đụng chạm vào thiên nhiên thì thiên nhiên phải thay đổi. Bây giờ mình lấy một cái thí dụ như trời mưa. Hồi xưa người ta hứng nước mưa, người ta uống nước mưa rất là trong, rất là ngọt. Bây giờ không dám uống nước mưa luôn. Có phải không? Tại vì hứng xong rồi nhìn lại coi, toàn là gì? Cát bụi dơ lắm. Bây giờ quý vị thấy hôm nào quý vị múc vô trong nhà mình một thao tuyết đi, rồi để trong nhà, cái tuyết này nó tan xong rồi mình sẽ thấy dơ khiếp lắm. Rồi bây giờ bằng chứng nè, những xứ tuyết của mình đó, cái tháng nào mà nó dơ khủng hoảng, cái tháng tuyết tan đó. Và khi tuyết nó tan rồi bắt đầu là sinh bụi, là gì? Tất cả cái tuyết đó đó nó chứa bụi, bụi dơ. Chẳng qua là bây giờ nó ở một cái trạng thái lạnh, chúng ta không thấy thôi. Khi mà bắt đầu nó nóng, nó tan ra rồi thì bắt đầu cái city nó rất là dơ, sình bùn rất dơ. Thế đó là thiên nhiên. Mình đào, mình thải nhiều cái chất pollution thì nó hòa quyện ở trong đó. Tinh Phật, tinh Pháp, tinh Tăng. Tinh Tăng đây là một đoàn thể có tu tập. Còn những thành phần mà người ta làm cho Tăng bị tổn giảm, cái đó không có tính. Bản chất Tăng đâu phải vậy. Thành ra đôi khi mình cứ nói đó, tôi không tin Tăng nữa là tại có mấy ông Tăng vậy. Vậy là mình tin Tăng không đúng. Tại vì cái người đó cá nhân họ chứ không phải như vậy. Thí dụ như mình cũng không thể nói người Việt á toàn là người xấu, nói vậy đâu được. Hay là người Mỹ toàn là người xấu, nói cũng được. Người nào có người thôi, mà bản chất của con người đó không phải vậy. Cho nên đó là mình nói trên thế gian thôi, chứ còn bản chất của chữ Tăng là những người sống thanh tịnh hòa hợp. Người nào mà không sống vậy thì họ đâu phải là Tăng. Thì là tại sao mình lại focus, mình nhìn vào cái người đó để mình phỉ báng một cái đoàn thể thật là Tăng. Chứ cái người nào mà họ phạm, tức là họ không đúng rồi, họ đã vi phạm cái bản chất của họ rồi thì đâu đúng nữa. Cho nên tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, đó là chưa nói là tin gì, tin thí, tin giới. Tin giới Pháp có khả năng chuyển hóa mình. Thấy không? Tin Phật, tin là tin Tam Bảo, không giữ giới đức, giới hạnh sức mẻ. Cái câu này vị nào mà mai mốt đọc luật thì sẽ đọc cái câu là giới ốm. Ốm là gì? Là bệnh hoạn, là sức mẻ, là không khỏe. Chữ ốm là bệnh, mà bệnh là biểu tượng cho là cái giới đó nó bị không có trọn vẹn, không có khỏe mạnh, không có trọn vẹn, không có oai nghi, không biết tôn trọng. Hai là người tu không làm Phật sự, không cứu độ người, không tin lời thật. Người tu là phải người làm Phật sự, hành Phật sự không giờ phút chán, pháp môn tu 80,000 điều thông. Phật sự là gì? Tức là những công việc gì mà có khả năng cảm hóa con người, độ cho người, đều là Phật sự hết. Ba là người tu không thích pháp, không thích theo pháp, không thừa kế pháp, không truyền bá pháp chân chánh. Người tu hỏi đi vô chùa tu làm gì? Nếu mà ai nói ô tôi vô chùa tu là tại tôi thích ăn, thì cái này hồi nhỏ nói được nha. Hồi nhỏ nói người ta cưng lắm, nhưng mà lớn lên mà nói vậy người ta nghĩ chơi. Tu mà thích ăn không? Tu phải thích pháp. Tại vì có pháp nó mới nuôi tâm, pháp nó mới nuôi đời sống con người mình tu được. Người nào mà thật sự sống với pháp, hiểu pháp, sống với pháp, an lạc vô cùng, hạnh phúc vô cùng, và càng tu càng thấy đời sống tu rất hạnh phúc. Còn khi nào mình tu mà mình cảm thấy tu mệt mỏi, tu chán chường,
Tu mà không có gì vui là mình biết rồi đó. Pháp nó không vô mình. Mình không có thấm pháp và mình không cảm nhận được cái gì pháp. Thì cái gì cũng vậy, mình làm mà mình không hiểu là mình chán. Hồi đó Pháp Hòa mới qua Canada đó, năm đó đi học, cái trường mới tổ chức đi chơi ski. Chơi ở ở em ở ở Canada mình là cái bộ môn ski không? Tổ chức đi chơi 3 ngày. Trời ơi, cái ngày đầu Pháp Hòa chán ơi là chán, thì gì không biết chơi. Không biết chơi, thấy người ta mang đôi giày dài lên tới núi, người ta tuột xuống, người ta hạnh phúc, người ta vui quá. Mình vô trong trong cái quán mình ngồi, mình trông cho tới ngày về. Thì Pháp Hòa nhớ là có cái ông thầy, ông thấy mình ngồi tội nghiệp quá, ông ngoắt ra. Ông ngoắt qua, ông dạy. Mà lúc nhỏ thì mình học rất là mau. Ông chỉ dạy Pháp Hòa có 15 phút thôi là Pháp Hòa biết đu cái dây lên trên núi rồi quẹo xuống chơi ski. Bây giờ biết chơi rồi không muốn về. Thôi bây giờ ngược lại, mình coi kịch Việt Nam á, mình cười hí hả. Mình coi kịch Mỹ nói gì mình không hiểu, mình thấy thôi mấy đứa nhỏ nó cười quá trời. Mình nói ủa sao không thấy nó cười. Cái gì mình hiểu mình mới cười. Mình nghe nhạc Mỹ mình thấy đâu hay gì đâu. Còn ngược lại mấy đứa nhỏ mình nó nghe Việt Việt Nam nó đâu thấy hay. Mà ngược lại thấy rên không à. Nó nghe nhạc Việt nó rên không à. Thì cái gì mình hiểu mình mới thích thú. Cho nên mình tụng kinh cũng vậy. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị mở kinh, quý vị tụng mà quý vị không hiểu kinh nói gì chứ, không hiểu gì chứ á, thì quý vị vẫn tụng vậy đó, nhưng mà quý vị không có một cái gì mà cảm nhận được một cái lời kinh hết. Nhưng mà có người tụng tới đâu khóc tới đó, tụng tới đâu khóc tới đó, tại cảm nhận lời kinh. Cho nên mình có tụng kinh mình khóc không có gì sai hết á, không biết có gì wrong sai với mình không. Nếu mà mình khóc mà khóc vì lời kinh nó khác nha. Còn khóc mà tủi thân, tủi phận gì gì đó là mình này khóc trật à. Khóc mà mình vì hiểu lời kinh, mình thấm thấu lời kinh nó khác. Cho nên mà thật sự á, vô căn chi thảo là một cái người không hiểu gì, thật tình là mình thông cảm. Cái người đó người ta không thấy tu là gì hết là vì ta không cảm được con đường tu. Thì ngay cả bản thân mình cũng vậy. Trước kia mình đâu có thích đi chùa đâu, mà tại sao giờ mình mê? Ở nhà mình nhớ chùa là tại vì hồi trước chưa thấm. Bây giờ bắt đầu nó thấm rồi. Hồi xưa mình thấm nước mắm, giờ thấm nước tương. Vậy thôi. Cho nên mình đi tu là mình ở trong chùa, mình tu tập là người phải có vui vì thích pháp. Không sống theo pháp. Không sống theo pháp là sống theo thế gian pháp. Còn sống theo Phật pháp là nó khác. Thí dụ bây giờ một người xuất gia mà mình cứ thích tìm hiểu chuyện của thế gian, chẳng hạn như đi coi quần áo của người đời họ mặc đẹp kiểu nào, đi tìm hiểu dầu thơm của họ đang xài loại gì, đi tìm kiểu tóc của họ, thì mình ở trong chùa mà cái tâm mình ra đó thì coi như mình những cái lời nhắc nhở của thầy của mình không thấm. Còn nếu mình ở trong chùa mình tu mà mình tìm hiểu kinh Phật, nghiên cứu, có sách vở mình đọc, hay là nói chung là mình sống được với pháp, mình thích pháp, mình mới sống lâu trong đạo. Còn nếu mình nói cho dễ hiểu là cái gì mình không có thấm là mình không ở lâu được. Cũng giống như có nhiều vị qua đây không thích ở đây, thích ở Việt Nam thôi, thành thử ra các vị có đi đâu quý vị cũng không thấy, phải không? Dù cái cảnh nó đẹp, cái mình cũng nói sao bằng, đúng, không bằng quê nhà, nhưng bây giờ mình đang ở đây. Nhưng mà đơn giản là cái gì mình không có into, mình không có để cái tâm mình trong đó, thì coi như là mình không thể ở lâu được. Sống với pháp, thừa kế pháp. Cái này là trong kinh Thừa Tự đó. Đức Phật nói người đời có hai thứ thừa hưởng. Một là thừa hưởng gia tài, hai là thừa hưởng giáo pháp. Thừa hưởng gia tài thì bắt đầu chiến tranh, không? Còn thừa hưởng giáo pháp thì thí dụ bây giờ trong một gia đình đi,
cha mẹ mất cái là anh em, trời ơi, vì của mà tranh giành, thưa kiện, hận thù với nhau đó. Chỉ vì cái chuyện thừa tự đó mà anh em coi là bây giờ là coi như không nhìn nhau, chẳng qua tiền thôi. Nhưng mà nếu mình thừa tự cái khác nha, thôi, ai muốn giành gì giành đi. Tôi nhớ hồi xưa ba mẹ tôi có dạy, tiền tài là vật ngoài thân. Người ta hay cao nói vậy nè, tiền tài như phấn thổ. Tiền tài nó giống như là những cái chất dơ vậy đó. Tiền tài như phấn thổ, phải không? Ân nghĩa tợ kim ngân. Cái tình cái nghĩa nó như vàng như bạc vậy đó. Tôi không có nhận gì hết đó. Tôi chỉ nhận một lời nói đó của cha mẹ tôi sống thôi. Sống sao mà không thẹn với lòng, tranh giành sao mà để khỏi có phải là mình ăn cái này mà mình lại thấy rằng của không đều của anh em mình. Thật ra có nhiều khi mình nghĩ đơn giản, có thể mình bị thua súc. Giống như Pháp Hòa hay kể đại chúng nghe chuyện ăn khế trả vàng vậy đó. Cái người anh dành hết gia tài, người em chỉ còn một cái nhà với một cái khế thôi. Mà ông an phận, ông sống hái khế đi bán mỗi ngày. Và một ngày kia thì cái anh, cái con chim nó ăn cái đống khế đó của ông. Ông khóc, ông nói trời ơi, anh tôi, ông ăn hiếp tôi, ông lấy hết của tôi rồi. Giờ tôi còn cái khế này tôi sống, bây giờ con chim muông nó cũng lại hại tôi nữa. Con chim nó nghe, nó thấy thương quá. Ngày mai nhớ mai túi ba gan nha, tôi sẽ trả ơn cho. Ví dụ vậy. Cho nên thừa tự pháp. Thí dụ như bây giờ ha, mình mà thừa tự bao nhiêu ngôi chùa cũng không chắc. Bây giờ thừa tự ngôi chùa cũng không sao, nhưng với điều kiện trong tâm mình phải có pháp. Để chi? Để mai mốt có chỗ đó hết duyên, không có khổ, không có thấy công cán của tôi vô đó. Không, anh vì tam bảo anh làm, đủ duyên anh tiếp tục, hết duyên anh ngừng. Hồi xưa Pháp Hòa có quen mấy thầy ra làm việc xây chùa đó, và nói quý thầy nhớ nha, anh em mình nhớ nhắc nhở nhau, nguyện sống ở đâu lo tam bảo đó. Nhưng mà nếu như một ngày nào mà hết duyên á, đi nhẹ nhàng, đừng có bận rộn mấy chuyện này. Mình sống mình lo cho tam bảo. Cái chỗ đó mà nó hưng thịnh, nó hoành tráng do mình, công đức mình xây dựng, tốt rồi. Tại vì sao? Mình mà càng nhiều càng khổ. Chẳng qua là vì Phật sự phải làm, chứ không có ham. Vì Phật sự mà làm thôi chứ không ham. Cho nên có người đủ duyên vào, không có buồn khổ gì hết. Tại cái chính yếu của mình là, nhưng mà nếu mà trong người mình có pháp á, mình thừa tự bao nhiêu cũng khổ hết á. Tại vì mình lấy pháp rồi mình xử rồi, mình lấy pháp rồi mình ôm rồi. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ như người nào mà bao tử mà tốt một cái coi, ăn gì cũng sao hết á. Còn người mà không khỏe rồi thì ăn cái gì vô nó cũng khó chịu. Trong tâm ta mà có giáo pháp rồi thì cái gì đến với mình cũng ôm ấp rồi chuyển hóa được hết. Người biết cắm hoa, người ta đưa mình bao nhiêu cái hoa mình vẫn cắm được hết. Đưa ít cắm nghệ thuật ít, đưa nhiều cắm theo kiểu nhiều. Và thậm chí còn biết biết trưng bày. Chơi một cái cây khô á, một cái khơi khô, cái mục á, mà người ta biết làm, nó dẫn thành ra một nghệ thuật, một tác phẩm. Còn mình không biết á, đưa cho mình nguyên cây, nguyên cây tốt, mình đẽo hồi thành ra gỗ vụn hết. Cho nên thừa tự pháp, đừng thừa tự tiền của. Quý vị nhớ trong kinh, cái đó là bài kinh thừa tự. Thứ tư là gì? Người tu không nói giống thánh, cắt đứt thói phàm, có tâm mặc cảm, tự ti với người, không theo quyết định và lời chỉ dạy đúng của tăng đoàn. Đây là một cái cách nữa là mình bị mất thiện căn. Người tu không nói giống pháp, tức là mình không có nói được cái, tiếp nối được cái dòng dõi của bậc thánh. Có một em đó, nó dễ thương lắm. Ê, nó rất là giỏi. Cái bà nói con đi tu không con? Cái mẹ nó nói trời trời,
thầy ơi, người ta có một đứa người ta nói giống mà thầy cũng biết đi tu. Và mình nói, trời ơi, nó nói giống thế gian khổ chứ làm gì, nói giống Phật nó mới bền. Mình là người, quý thầy, quý sư cô đi tu là người đang tiếp nối cái dòng thánh, chứ không phải là cái dòng dõi của thế gian. Dòng dõi thế gian là càng ngày càng kết, càng trùm, càng khổ. Còn dòng dõi bậc thánh mà càng, thí dụ ha, nếu mà chùa mình mà có 50 thầy cô mà đi xuất gia, mình tiếp nối được 50 người là bắt đầu cái mình sẽ làm cho Phật Pháp ở Canada này càng ngày càng phát triển nữa. Tại vì sao? Đông người thì chia nhau đi làm việc. Nhưng mà nếu như mà mình sanh trong một gia đình mà 10 đứa con, nó có 10 đứa vợ hay chồng, nó sanh ra đứa hai đứa con, mình giữ đứa này, mình không giữ đứa kia, nó buồn, nó phiền, nó trách, cột, sao quần vậy đó. Nó không có rộng ra. Còn nếu mà người đi tu là càng ngày càng rộng ra. Mình tự xuyên mình quán chiếu thôi. Mình có 10 người con, mà bây giờ họ sanh con mà mình đi giữ được hai đứa ba đứa của con người kia rồi, bây giờ già khổ bệnh vậy cũng phải ráng giữ đứa kia, tại không giữ sợ đứa nọ nó buồn. Rồi bây giờ mà người bắt đầu phải quan tâm đủ kiểu hết. Đó là chưa nói nếu mà có con thương mình quá, đứa nào cũng muốn mình về ở chung hết á. Đó là thương nha. Còn nếu mà đứa nào mà nó thương mình, mà nó thương cái tiền già của mình là khác nữa nha. Tại vì mình về ở với nó, mình nó mới được tiền già. Rồi tới hồi mình ở với nó 10 năm mình được tiền già, cái chết cái nó đổ qua, nó ai lo cho bà lúc bà, ai lãnh tiền già thì người đó lo. Có phải khổ không? Cái này mình không có, mình nói, mình thấy được cái những cái điểm đó. Có nhiều gia đình là thí dụ như trường hợp giờ người nào là mình ở đây xứ già được ăn tiền già, thì người con nào nuôi thì người con lãnh, thì mấy người kia con kia nó đó, má ba ở với nó, hồi nào giờ tiền già ba má nó lãnh hết, nó biết ba má đâu có xài gì đâu. Thì tại sao bắt tôi chia, tới hồi chết đám tang cũng chịu chia nữa. Đó là cái xà quần đó. Cho nên có nhiều người sống với ai chứ cũng phải chuẩn bị chứ. Ăn tiền già cho người này cho người kia cũng phải để dành, nửa chết á, chi cái tiền đó ra khỏi phiền ai hết. Tại vì biết trước được cái ngày cuối của mình rồi. Còn quý vị nhìn các bậc xuất gia, không có ai mà để dành tiền về để chết nha. Không có người xuất gia nào mà để dành tiền chết, mà chết không thiếu gì hết. Chết không thiếu gì hết đó. Tại sao? Tại vì mình sống mình lo cho đạo. Còn mà hơn nữa, thí dụ giờ không ai lo mình, không ai lo mình, thậm chí mà người ta chết rồi, ta quấn chiếu rồi, ta làm gì đơn giản càng tốt. Đúng nghĩa của người tu. Chứ người tu không có ai mà chối lại, nói nửa thầy mà chết tụi con nhớ làm đám cho lớn nghe, mướn chè kèn tay kèn ta đồ về thổi cho nó lớn nghe, để cho các chùa xung quanh biết. Không có. Người tu mà sống, lúc sống đơn giản mà lúc chết càng đơn giản càng tốt. Các bậc mà trưởng là lão ngày xưa khi chết cũng dặn dò đừng làm rùm rà. Có những vị chết không ghi sổ tang, không có ký sổ tang lưu niệm. Thường thường hay đổi cuốn sổ tang, ta tới ta ghi phái đoàn gì đó đến đây để chia buồn gì đó. Có những vị chết không sổ tang, miễn tất cả mọi vòng hoa phúng viếng, rồi nào liễn nào trướng bỏ hết, không cần. Khi sống tôi ăn một mâm cơm như vậy đó, tưởng niệm tôi cũng cái nhiêu đó đủ rồi. Cho nên cái người tu không có khổ gì hết á. Ai muốn làm lớn cũng không sao, mà không làm gì hết cũng chẳng khổ. Tại vì lúc sống mình đã buông rồi. Tất cả mọi thứ xung quanh mình còn không. Mình xây dựng thật nhiều nhưng mà không có gì của mình hết. Tại vì thủy chung đâu phải gì của mình đâu. Mình chỉ là người chịu trách nhiệm sự gửi gắm của tín thí đàn na.
Đó, bây giờ Pháp Hòa, ví dụ Pháp Hòa làm Tây Thiên, quý vị cúng dường. Pháp Hòa xây Tây Trúc, quý vị cúng dường. Là quý vị gửi gắm Pháp Hòa, chứ Pháp Hòa đâu có làm ra tiền Pháp Hòa xây. Cho nên nếu nói, ô thầy Pháp Hòa xây, không đúng, Pháp Hòa không có xây. Quý vị xây, Phật tử làm, Phật tử xây. Pháp Hòa là người lãnh trách nhiệm, chịu quý vị giao phó cái công việc đó. Mình đã không có thì có gì của mình. Phải tâm phải nghĩ như vậy ngay khi còn sống. Chờ khi buông không có khổ, chết lại càng không dính. Lúc sống mà dính mà lúc chết mà dính thì suốt một đời uổng. Cho nên thí dụ như á, Pháp Hòa nhớ có một bài kinh đó. Có một cái ông đó đó, ông nhà giàu mà con ông chết đó. Ông khổ đó, đến gặp Đức Phật đó. Đức Phật mới nói cho ông nghe là con của ông được sanh về cõi lành. Nó phải trải qua ba kiếp nạn, nhưng mà nhờ đời này nó sống lành, cộng thêm sự hướng dẫn lành của ông, cho nên nó vượt qua ba kiếp nạn đó, sanh về cõi lành. Quán chiếu vậy để chi? Để biết rằng nhiều khi mình chết ở cõi này cũng không khổ đâu. Cái cõi này là cái cõi trượt, cõi khổ, xả cái cõi này. Nhưng mà mình không có nghĩa là mình đi tìm cái chết. Nếu mà mình hết duyên ở cõi này mà đủ công đức thì mình sanh về cõi lành. Hôm qua Pháp Hòa có trả lời một cái lá thơ của một Phật tử, nói rằng bây giờ con quán chiếu, con thấy nghiệp duyên của con đời này là khổ, nói chung là quán chiếu. Bây giờ con chết được không thầy? Pháp Hòa nói, nếu mình có tư duy, có quán chiếu tới cỡ đó mà chết là không đúng. Đã mình đã biết được tất cả đều là nghiệp, là duyên thì cứ sống theo đó, chứ không phải chết. Mà Phật đã quở các thầy thời đó rồi. Sau khi nghe bài pháp tứ đế, thân này bất tịnh khổ là ra sao vườn, cầm dao tự vẫn chết hết. Rồi ở đây cũng có một số người họ nói là Thượng Đế đã chuẩn bị sẵn chỗ cho mình, rồi rủ nhau rồi uống thuốc độc rồi lên trên giường nằm chết hết để đi về trển. Thành ra đó, tất cả đó là những cái thấy sai lệch, gọi là tà kiến. Năm là người tu tham đắm lợi dưỡng, vướng mắc dục lạc, không quyết tâm buông. Mình có tất cả, mình làm tất cả, nhưng mà không có gì của mình đó. Chẳng qua là vì Phật sự mà làm, mà mình được cái duyên mình làm. Cho nên Pháp Hòa rất tâm đắc cái câu của Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Ngài dạy, tôi không từ mà cũng không cầu. Không từ là gì? Không từ chối. Không cầu là gì? Không mong cầu. Ví dụ người ta tới cúng đất, Hòa Thượng không từ chối, cúng là tôi nhận. Người ta cúng cây quạt mái, Hòa Thượng cũng nhận, nó tôi không cầu. Nhưng mà cúng tôi không từ, mà tôi không xài tôi cho người khác xài. Nhưng mà cái tâm người ta cúng mình cứ nhận. Cho nên mình việc đến thì phải làm. Sáu là người tu không học hỏi nhiều, không siêng đọc kinh, không ôn tập pháp, không vững pháp môn. Trước hết là mình nói về pháp môn đi. Mỗi người mình phải có một pháp môn tu tập. Ngồi thiền, tụng kinh, niệm Phật, tất cả những cái đó là pháp môn tu. Thí dụ hôm nào tâm mình loạn quá, mình ngồi thiền không yên, lại sám hối đi. Mình tu mình gặp nhiều khó khăn quá, mình gặp nhiều trở ngại quá, lại sám hối đi. Rồi mình có, hoặc là mình chọn một cái bài chú nào đó mình trì đi. Ví dụ mình tin vào bài thần chú chuẩn đề, trì chú chuẩn đề. Trì thì ba chục bốn hồi vậy đó, mà cứ muốn là Phật phải phù hộ mình. Nhưng mà trì đó để làm gì? Để cái định tâm. Mà khi mà định tâm mà đủ rồi á, cái tâm định mà đủ rồi, tự nhiên nó phát lực.
định tâm phát cái tâm lực, thì chính cái tâm lực đó giúp mình vượt khỏi những cái chướng ngại, không có sầu đau những cái chuyện vu vơ, không khổ não những cái chuyện bình thường. Cái tâm trí người tu mà cứ giận này chút hờn, đó là tâm bình thường lắm, đó tâm chưa phải là tâm của người xuất trần thượng sĩ. Cái tâm người xuất trần thượng sĩ là chẳng những người ta làm lỗi lớn mà mình còn tha thứ, còn nếu mình không tha thứ là bình thường, không có gì, không có giận, không có buồn gì, bình thường. Người tu là không giận quá một đêm. Thành thử ra cái chuyện này là cái chuyện nó là cái chuyện tu tập của mình chứ không phải chuyện của ai hết. Cũng giống như Pháp Hòa nói, ví dụ nửa đêm mình trúng gió, không có ai cạo gió cho mình, mình phải tự mình giải quyết lấy mình. Và ai cứu mình nửa đêm đây nè, ai cứu mình? Xin lỗi đại chúng, hồi cái thời nghèo mà không có tới dầu mà cạo á, không có dầu gió mà không có dầu cạo, ở Việt Nam ai từng cạo gió bằng dầu lửa? Không có dầu cù là, không có dầu gió xanh gì, cạo gió, cạo gió bằng dầu lửa. Lỡ không có dầu lửa, lấy nước lạnh cạo cũng được nữa. Pháp Hòa nè, đi lên máy bay, đi ra phi trường, trúng gió nửa đường gì, không có dầu là cạo bằng bằng nước. Còn thời nghèo nữa, không có, le lưỡi, lấy nước miếng cạo gió. Ở Việt Nam mà cái thời nghèo, làm gì có bằng chải với kem đánh răng. Sáng ngủ dậy nè, này, nhức dương chỉ nè, húp một miếng nước nè, dày là xong rồi đó. Mình cứ tưởng tượng như mình ở trong vừa vừa nửa đêm nửa hôm mình trúng gió mình bệnh đó, làm gì? Thì cái người tu mình cũng vậy, mình phải tự cứu lấy mình, đừng có nương dựa vào ai hết. Trên nguyên tắc mình tu là mình sống, mình nương dựa vào thầy, vào tăng thân, vào mọi thứ. Nhưng cuối cùng mình phải tự lo. Bây giờ người ta thương mình, người ta nấu cơm, người ta dâng lên tới trước mặt mình, và thậm chí ta thương quá, ta lấy cái muỗng, ta bóm cho mình luôn. Nhưng cuối cùng mình phải làm chuyện gì? Cuối cùng nhất, phải nhai cơm và phải nuốt cơm mình mới no cái bụng mình được. Đó, cái người mà thương mình đến mức tột cùng là mớm cơm cho mình, thì mình cũng phải tự nhai cơm và nuốt cơm, chứ không thể nào ai làm gì hơn được. Còn nếu mình nói, làm luôn cho tôi, mổ bụng nhét vô thôi chứ còn. Cho nên á, phải đọc cái văn Quy Sơn Cảnh Sách cho thường, đọc cho thường cái văn Quy Sơn Cảnh Sách. Người xuất gia nào mà ít có đọc cái văn Cảnh Sách đó là tu không có giỏi. Phải đọc cái văn Cảnh Sách của Tổ Quy Sơn cho thường thì tự nhiên tu sẽ giỏi lên, tinh tấn lên liền. Tại những lời của Tổ rất là cương quyết. Thí dụ một câu này nè: từ thân quyết chí phi truy, ý dục đẳng siêu hà sở, hiểu tịch tư thổn, khởi khả duyên niên quá thời. Tâm kỳ Phật Pháp đóng lương, dụng tác hậu lai quy cảnh. Cái câu của nó là gì? Từ thân là từ giả người thân, là từ thân. Quyết chí là quyết lòng phải mặc cho được cái áo tu này. Từ thân quyết chí phi truy. Hồi xưa mình đi tu á, má đâu có cho, người thân cản, nhất định phải đi tu mà. Áo đời con không thích mặc, áo đầm áo dài con không thích mặc, con chỉ thích áo tu thôi. Từ thân quyết chí phi tri, thì cái ý dục phải đẳng siêu hà sở. Cái ý của mình á, nó phải đưa tới cái chỗ mong muốn tương đồng với cái chỗ đó. Anh đừng có thích mặc cái áo không mà tâm trí anh hạ liệt. Tổ nói hay lắm. Nhất định phải cạo đầu mặc áo, thì tại sao tâm trí không tương đồng với cái chuyện đó? Từ thân quyết chí phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở.
hiểu được điều đó, hiểu tịch tư thống, thì tại sao lại để cái chuyện gọi là khởi khả dâm, khởi khả duyên niên quá thời, lại để cho ngày tháng đi qua một cách suôn sẻ như vậy? Đó. Rồi bây giờ nói tới tâm nè. Tâm kỳ Phật Pháp đóng lương, lòng lúc nào cũng muốn là rương cột của Phật Pháp. Đóng lương là cột, là đà nè. Tâm kỳ Phật Pháp đóng lương, dụng tác hậu lai chi quả, làm cái chỗ cho người sau nương vào đó. Thường nghĩ như vậy, thường dĩ như thử. Suy nghĩ như vậy đó mà còn sợ mình chưa bằng được một chút nào giữa cái đó nữa đó. Ai đi tu cũng quyết chí lắm, nhưng mà quyết cái chí đó thôi rồi sau đó cái chí mình nó bị tuột xuống, xuống dốc. Giống như quý vị có biết những người mà ta leo núi không? Đứng đằng xa chạy một cái mạch lên không tới đỉnh, đâu được có mấy bữa, mệt quá đi xuống. Ở bên bên Trung Quốc á, nó có cái Vạn Lý Trường Thành á. Thật ra nó là cái trường thành mà đi sao cho hết, mấy chục ngàn cây số, đi không hết đâu. Nhưng mà nó có cái chỗ cao lên, người nào mà đi nửa chừng mà bước xuống là thua rồi đó. Cho nên ở trên đó nó để cái bảng: bất đáo hoàn thành phi hảo hán. Người nào mà không đáo lên được cái đứng ngay chỗ này nè, chưa phải là người hảo hán. Cho nên anh nào cũng ráng đi lên tới trên đó rồi sao phải không, đứng chụp cái hình rồi tuột xuống, để về le với thiên hạ là tôi đã đáo trường thành, tôi là một hảo hán. Cho nên rồi nói cái câu nào trong Quy Sơn Cảnh Sách là hay. Thật ra câu nào cũng hay tuyệt vời, hay tuyệt vời. Mà người xuất gia nào mà nghĩ là mình tu lâu rồi dục cái quyển Quy Sơn Cảnh Sách đó vào một xó đó thì mà mình không biết tu gì. Lâu lâu phải mở ra đọc lại. Đọc lại giống như là mình uống thêm thuốc nước energy vậy đó. Nó cho mình cái năng lực. Người tu người ta hay kêu là các bậc tri lưu, là những người mặc áo tu áo đạo. Thí dụ như gặp nhau, xin chào các tri lưu. Lưu là những người đồng một dòng, mặc cùng một màu áo. Cho mình gọi nhau là tri lưu mà mình không có thương nhau, không phải tri lưu. Mặc cùng màu áo mà không có nhìn nhau, không phải tri lưu. Bảy là người tu không vững pháp môn, không chịu học hỏi, không siêng năng học kinh, không ôn tập pháp. Bảy là người tu giao du bạn xấu, bỏ thiện tri thức, không chí tiến thủ trên đường Phật Pháp và các Phật sự. Cho nên Pháp Hòa nhiều khi Hòa thấy quý thầy chịu khó làm, quý cô chịu khó làm Phật sự, Hòa rất là vui. Không phải là mình muốn người ta cực, nhưng mà chính cái đó mới là cái tâm của người tu. Và mình tích tụ công đức ngay chỗ đó. Và mình có tu bền, tu bỉ, tu lâu hay không là ngay cái chỗ đó. Không có phước lấy gì tu, không có phước thì làm sao tu. Cũng giống như người không khỏe thì bây giờ một muỗng nước nuốt cũng không được nữa, chứ đừng nói là ăn cái gì nữa giờ. Mà bây giờ mình cứ nghĩ đi, bao nhiêu năm trời mình sống trong chùa, cơm đâu gạo đâu, không phải của người ta cho, mình là ai cho? Mà giờ no rồi, khỏe mạnh rồi, không có nghĩ tới chuyện đền ơn. Người ta nuôi mình tới tu mà tu là gì?
trên cầu Phật đạo dưới độ chúng sanh. Anh không làm việc, nhưng làm Phật sự thôi chứ không phải đi kiếm danh. Hai cái đó nó khác lắm ạ. Đi kiếm danh kiếm chức ở trong giáo hội, trong đoàn này trong thể kia là thí dụ phải có thì anh có đi, nhưng anh phải làm cái việc mà anh cái danh đó. Cho nên mình nhận chức nhưng mà phải nhận việc nữa, chứ không phải chỉ nhận chức mà không làm việc. Nếu cần phải làm thì cứ làm, nhưng mà không có dính mắc. Không cần phải đấu tranh, không cần phải tìm mọi cách để giữ cái ghế đó cho mình. Các vị còn tin tôi thì giữ tôi, hết tin thì hoặc là nghĩ rằng tôi hợp với chỗ khác, cho tôi qua ngành khác. Cho nên ví dụ Pháp Hòa đi, Pháp Hòa không làm gì hết. Tại vì mình biết mình không có khả năng làm gì hết đó. Chỉ là một việc thôi là tu, tu tập và hướng dẫn những ai có duyên với mình, vậy thôi. Cho nên từ xưa Pháp Hòa quan niệm là nếu Pháp Hòa có duyên ở đây thì Pháp Hòa làm việc ở đây bằng tất cả tấm lòng của mình đối với những người Phật tử, những quần chúng trong cái địa phương này. Còn cái duyên mình rộng ra nữa, đó là cái gọi là cái bonus. Nhưng mà không dính mắc. Thí dụ bây giờ bữa nào hết duyên cũng đi nhẹ nhàng, không có gì phải phiền khổ đó. Không có thấy công cán của tôi bao nhiêu đây, mấy chục năm trời, giờ tôi phải dành lấn, không có. Cho dành cho nhiều, chôn cũng lỗ đó thôi chứ mấy lỗ. Cái câu chuyện mà ông vua Pháp Hòa hay kể đó, ông phóng ngựa, ông đi chỗ nào là bao nhiêu là đất của ông, cuối cùng đi ngựa nó mệt quá, mệt ngựa nó phóng riết, ngựa nó mệt nó chết rồi, ông cũng ông nằm nghe đó chết. Cái dân chúng đi lại nói ở ông này là ai vậy, sao chết ở đây, không biết thân nhân ông ở đâu hết, không có ai đi, thôi đào cái lỗ chôn ông ở đây luôn. Cái câu chuyện đó để nói rằng mình có dành bao nhiêu đất đi nữa, nhiều đó thôi. Tám là người tu bận những công việc không phải là Phật sự đó, không thích tu tập thiền quán chuyển hóa. Chín là người tu ham thích toán số phong thủy địa lý, chạy theo thế tục không học chánh pháp. Chánh pháp mới là chính. Còn cái chuyện mình có biết thêm mà toán số phong thủy coi ngày cái giờ đó là phụ, nó không phải là cái chính. Nếu mình lấy cái đó là chính của mình đó, là mình thành ông thầy, ông thầy phong thủy, ông thầy toán số, chứ không phải là ông thầy tu. Biết thì cứ biết, nhưng mà nó không phải là cái chuyện chính của mình. Còn ví dụ như á, mình có thuộc thơ tình bao nhiêu đi nữa, nó không phải chính. Thuộc kinh mới là chính. Còn mình thuộc bài hát, rồi mình thuộc bao nhiêu bài thơ để mình dẫn chứng, cái đó là nó chỉ là cái phụ để nó bồi thêm cái pháp của mình để cho mình diễn đạt, chứ nó không phải chính. Phải thuộc kinh, phải hiểu kinh, phải thuộc kinh, cái đó mới là chính. Chứ không phải mình biết tất cả cái đó, mình thật ra biết tốt để chi? Để mình làm thêm cái đề tài mình nó dồi dào để mình dẫn chứng. Nhưng mà cái chính của chúng ta là phải nắm được cái cốt tủy của mình là Phật pháp. Thì chính mình thấy được Phật pháp cái cốt yếu này, mình mới thấy mấy cái kia là nó bổ sung là ồ, Phật pháp tuyệt vời. Phật pháp nói trùm luôn cả những cái khác. Mười là người tu không thích hạnh thánh, tham đắm bất tịnh, vướng kẹt mọi cái ái dục. Chữ ái này là mình luyến ái, những cái gì mình ham thích rồi mình dính mắc vào đó đều là luyến ái hết, chứ không phải chuyện tình cảm không. Mỗi người nó có một cái ái khác nhau. Có nhiều người thích danh, có nhiều người thích lợi, có nhiều người thích, mỗi người kiểu khác nhau. Nhưng mà nói chung là cái gì mà chúng ta vướng thì cái đó chúng ta khổ. Nghe Phật giảng dạy, tất cả mọi người vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thực hành nỗ lực truyền bá những lời dạy trên. Đây là kinh trích. Pháp Hòa trích một bài kinh, một đoạn. Nhân cái mùa, bởi vì hôm qua hôm tuần rồi mình học xong kinh gì?
Đại Thừa Tứ Pháp, mà bây giờ mình khai mở bộ kinh mới thì nó chưa đúng thời điểm, vì các tuần sau. Cho nên tối nay Pháp Hòa trích thứ nhất là có tính cách là nhắc nhở tất cả các huynh đệ, các vị xuất gia với nhau, cũng như nói chung là tất cả các Phật tử, chúng ta ôn lại để chúng ta tự nhắc nhở mình. Đức Phật thường nhắc nhở mình là hãy nương tựa hải đảo chánh pháp. Tại vì sao? Tại vì mình nương tựa bất cứ con người nào, dù người đó là bậc siêu việt như Đức Phật, Đức Phật cũng không cho nó đừng có dựa tôi, đừng có nương tôi. Tại vì sao? Tại vì tôi cũng vô thường mà, tôi cũng phải chết mà. Cho nên rồi mình nương vào chánh pháp là bảo đảm nhất, nương vào cái con đường chân chính là đúng nhất. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, ví dụ như mình đi xe, thường thường là mình đi đúng cái cây số, hoặc là mình đi chậm hơn cây số quy định á, không bao giờ bị phạt, bất quá là những người đi trên đường đó người ta la mình thôi. Nhưng mà người ta cũng quy định nếu mình đi đúng, mình đi chậm thì mình đi lên phải, để những cái lên khác cho người ta đi. Nhưng anh nào mà over speed á, thì anh đó nhất định sẽ bị phạt. Nếu coi như là cái cơ hội bị phạt rất cao. Còn người nào mà lái đúng cái số không hề lo lắng gì hết. Thì cũng như vậy, mình cứ nương vào cái chánh đi. Còn những cái gì mình nó phụ thêm, ví dụ mình lỡ mình có over speed để mà qua mặt cái đó là tại mình giỏi. Pháp Hòa nói mình lên Tây Thiên là nó có một lane thôi. Rồi lâu lâu cái mình thấy xe đằng trước mình nó chậm quá, mình nhìn ra đằng trước mình thấy không có xe đó, mình mới nhào ra đây, mình lan lên kia, với cái điều kiện là mình phải chân nhanh mắt lẹ. Còn người nào yếu yếu bóng vía đó thôi thì cứ ở làm sao đi, thấy không? Ở làm sao đi chậm nhưng mà không bao giờ bị phạt. Còn mình mà cứ sang lên dễ mở trên kia, mình nó nhào xuống mình mà mình có cái tính hoảng hốt là phải cẩn thận. Cho nên rồi nói khác lại nè, Đức Phật nói á, Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè, chánh pháp như nước lạnh vậy đó. Anh uống nước trà, anh uống cà phê, anh uống coca cola, nước nào cũng không có bằng nước lọc hết á. Thí dụ như bây giờ cái người mà không khỏe, người mất ngủ hay người dễ ngủ gì cũng cần biết, anh nào uống nước lọc vô là bảo đảm có chuyện gì xảy ra đó. Còn người nào mà uống nước trà cái có thể mất ngủ nè, uống coca cola có thể bị mất ngủ nè, bị đầy hơi nè, uống nước gì cũng có thể bị một cái vấn đề khác phụ. Nhưng mà người khỏe, người mạnh gì cũng uống được. Để lên chai nước lạnh đi, chai mặn đều dùng được. Giống như ta để chai nước tương, nước tương thì ăn chay, rồi vẫn còn phải để thêm câu chai mặn đều dùng được. Nhiều khi Pháp Hòa đọc mấy đó mình nghĩ mình hay có cái tật suy diễn để mình tìm ra cái lối đi, cái sự tu tập vậy đó. Cho nên là ai mà bảo đảm nhất là cứ chai nước lọc. Thì nước lọc cũng như chánh pháp, mình không biết phân, cũng giống như mình không biết phân phải không, đọc kinh phải không, đó, kinh kệ làm sao ta soạn sao đọc vậy đi. Trời ơi, anh bắt đầu, anh bài đặt, anh pha, anh tụng nửa đường anh quên. Lúc đó cái hồi hương. Giờ mình không biết trong này người ta soạn sao, cứ tụng vậy là bảo đảm. Đó, thí dụ Pháp Hòa nói trường hợp mình nương tựa chánh pháp nó cũng giống vậy. Cho nên mình khi mình đi làm Phật sự cũng vậy, mình cứ vì tam bảo mình làm đi thì không có ai làm mình giận được hết á. Tôi vì chị tôi mới đi nghe, là mai mốt cũng vì chị mà tôi bỏ đó. Tôi vì anh tôi mới làm nghe, tôi vì thầy thì mai mốt có thầy cũng đâu có hoàn hảo đâu, có bữa thầy cũng chọc mình giận vậy. Tại vì thầy, mình đem tới thầy không ăn, thầy mình chào thầy, thầy không thấy thầy bỏ lỡ, có ngày mình cũng giận thầy đó. Rồi chưa nói là mình thầy xử không đẹp nữa, binh người này buông người kia nữa. Cứ một đường gì tam bảo mà sống là không có cái gì bảo quản. Cho người xuất gia cũng thế. Vì người tu cũng vậy, mình vì chánh pháp mình tu tập thì
Cứ vì chánh pháp thì chánh pháp có làm gì sai với mình đâu. Mình cứ vì chánh pháp mình, cho nên cứ theo chai nước lọc là bảo đảm nhất. Chai mặn đều dùng được. Buồn vui thích tổng thích gì, ai thích tôi cũng bình thường, ai thương tôi cũng bình thường. Tôi đi chùa tôi tu tập, chuyện gì đáng nói tôi mới nói, chuyện gì không cần thiết tôi không có bàn. Còn anh tới tôi anh nói chuyện người này người kia, nể cả tôi lơ lơ vài câu thôi rồi, thôi lên tụng kinh nghe, nói vậy cái là rồi thôi, câu chuyện nó chấm hết, đài truyền hình ngay đó tắt ngang, tin tức thế giới ngay đó nó chấm. Vậy ha, trời ơi tôi đâu biết đâu, anh giỏi quá, sao rồi sao nữa nói tôi nghe coi, thì đài nó phải bắt lên hoài thôi. Thì đó là 10 cái điều mà Đức Phật dạy cho các vị tu tập. Quý vị nên đọc lại cái bài kinh Hải Đảo Tự Thân. Không có nương, này nương, hãy nương chánh pháp mà tu tập. Mình giống như Pháp Hòa hay nói, bây giờ mình nói gì nói, cứ lấy kinh của Phật, lấy lời của Tổ ra giảng là bảo đảm. Còn chuyện thời sự xã hội, mình nói hôm nay nó phi mà mai nó thị, bữa nay nó thị mà ngày mai nó phi. Cũng giống như một cái tin tức gì đó, mình chỉ nghe ta nói loáng thoáng, mình lặp lại đó, đôi khi cũng không đúng. Tại mình chưa có chính xác, mà thậm chí những điều báo chí đăng, vì hôm đó họ nghĩ như vậy, chứ thật sự họ chưa xác định cái tin đó là thật hay đúng, thì chúng ta cũng khoan vội lên án. Đây, gần đây nó có những cái tin tức vừa rồi đó, quý vị thấy đó, quý vị sẽ biết. Thí dụ như là cái việc vừa rồi một cái thầy bị mất đó, ở bên Mỹ đó, bị bắn chết đó, thì có người nói là đó là do nhóm người kỳ thị gì đó, nhưng mà mình không xác định cái tin đó, phải không? Mình không dám nói. Đến khi nào người ta xác định cái tin đó là tính sao. Cho nên mình nói cái gì nó cũng không đúng đó. Thì cuối cùng mình cũng nói một câu, tôi nói cái gì cũng không đúng, chừng đó anh mới đúng. Còn anh nói tôi nói cái gì cũng đúng, coi chừng anh trật. Tại vì cái chân lý nó nói nó đúng khoảng này thôi. Ví dụ những gì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng ngay hôm nay, có thể nó phù hợp với con người của mình ngồi đây, thời đại của mình. Nhưng những lời này có thể nó không đúng với mấy em nhỏ của 20 năm tới, tại vì nó không phải là cái thế hệ này nữa. Cho nên mình hiểu như vậy, cho nên mình không có dính mắc vào cái gì mình nói, mà mình chỉ nương vào cái chánh pháp là gì, là cái gì mà nói ngay cái hiện tại.